Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 204. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Cơ Vô Nhạn cố ý tìm chính mình phiền phức, chẳng lẽ chính là vì câu nói này? Trầm ngâm nửa ngày, Tiêu Phàm gật đầu một cái, hắn trong lòng lại là hiếu kỳ, Cơ Vô Nhạn muốn mang bản thân đi gặp ai đây? Cơ Vô Nhạn nhìn chung quanh, nhìn thấy khắp nơi không người, nhưng vẫn là có chút không yên lòng, kéo một vòng, lúc này mới xuất hiện ở một tòa thi khí nồng nặc sơn cốc. Tiêu Phàm, chỉ có một mình ngươi có thể đi vào. Cơ Vô Nhạn ngừng thân hình, nhìn về phía mấy người nói. Tiêu Phàm, tiểu tử này như vậy cẩn thận từng ly từng tí, tốt nhất cẩn thận một chút. Khương Ách vội vàng truyền âm nhắc nhở. Diệp Khuynh Thành mấy người cũng không đồng ý Tiêu Phàm một thân một mình đi theo Cơ Vô Nhạn đi. Cơ Vô Nhạn mặc dù chỉ là thượng phẩm thánh tôn, uy hiếp không được Tiêu Phàm. Nhưng là, ai biết sơn cốc có cái gì, vạn nhất có cái gì mai phục đây. Tiêu Phàm lại là khoát tay áo, nói các ngươi chờ ta ở đây. Tiêu Phàm đối sát ý cảm thụ cực kỳ rõ ràng, con đường đi tới này, hắn không có từ Cơ Vô Nhạn trên người cảm nhận được bất luận cái gì sát ý, hắn mang bản thân tiến tới nơi này, 8-9 phần 10 là thụ người khác nhờ. Huống hồ, không phải hắn cuồng vọng, chỉ cần không phải pháp tôn cảnh, thật đúng là uy hiếp không được hắn sinh mệnh. Cho dù là hạ phẩm pháp tôn, Tiêu Phàm cũng có trốn chạy tự tin. Tiêu Phàm, người có gan. Cơ Vô Nhạn ngược lại là đối Tiêu Phàm có chút lau mắt mà nhìn, nếu như đổi lại là hắn, là tuyệt đối sẽ không cùng tới nơi này. Dù sao, hắn Cơ Vô Nhạn tốt xấu đã từng cũng là Tiêu Phàm địch nhân. Dẫn đường đi, Tiêu Phàm không quan tâm Cơ Vô Nhạn kính nể, thản nhiên nói. Cơ Vô Nhạn gật gật đầu, một đầu chồng vào sơn cốc, Tiêu Phàm cũng đi theo. Nhưng hắn ngoài ý muốn là, sơn cốc bên trong, lại còn bố trí một chút trận pháp. Đối phương lại là rất cẩn thận, nếu như không phải hắn trận pháp tạo nghệ cực mạnh, có lẽ còn không phát hiện được. Vòng qua một mảnh cổ lâm, Cơ Vô Nhạn ở một mảnh dốc đá phía trước ngừng lại, hắn nhẹ nhàng gõ gõ vách đá, đột nhiên, trên vách đá phương quỷ dị xuất hiện một đạo cửa đá. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, Tiêu Phàm cũng không phát hiện được. Cửa đá mở ra, một đầu đường đi sâu thăm thẳm xuất hiện, một cỗ mãnh liệt thi khí đập vào mặt, Tiêu Phàm cau mày. Nơi này thi khí, chính là hắn tiến vào Hoàng Tuyền cổ vực đến nay nồng nặc nhất địa phương, độc nhất vô nhị. Ngươi đi vào đi, Cơ Vô Nhạn dùng tay làm dấu mời. Tiêu Phàm do dự hai hơi, vẫn là bước ra bước chân, cỗ này thi khí đã đủ để làm bị thương thông thường thánh tôn cảnh, nhưng còn không làm gì được hắn Tiêu Phàm. Hắn lĩnh ngộ sát lục bản nguyên chi lực, nếu như toàn lực phóng thích, có thể so sánh cái này thi khí khủng bố hơn rất nhiều. Thông đạo 10 điểm u sâm, cũng rất ẩm ướt, tràn ngập một cỗ nồng nặc hư thối chi khí, để người nghe ngóng buồn nôn. Tiêu Phàm ngừng thở, chậm rãi tiến lên, linh hồn chi lực lặng yên phóng thích, mấy trượng trong phạm vi tất cả rõ ràng in vào hắn não hải. Thông đạo không ngắn, Tiêu Phàm dòng dã đi lại nửa nén hương thời gian, lúc này mới ngừng bước. Phía trước, dĩ nhiên là một chỗ rộng rãi không gian bên trong thi khí không ngừng cuồn cuộn. Giống như từng tôn ác ma, hung mãnh hết sức, dù cho Tiêu Phàm, cũng không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Bất quá, hắn ánh mắt lại là rơi vào không gian giáp danh một đạo còng xuống thân ảnh phía trên, Tiêu Phàm rất khẳng định, người này rất lạ lắm, chưa từng ở nơi nào gặp qua. Thậm chí trên người tán phát mệnh cách chi khí, Tiêu Phàm cũng rất chưa quen thuộc. Nhưng đối phương vậy mà chỉ mặt gọi tên muốn gặp mình, cái này khiến Tiêu Phàm hết sức kinh ngạc. Bất quá. Cảm nhận được đối phương hư nhược khí tức, Tiêu Phàm ngược lại là buông lỏng không ít, từ khí tức phán đoán, người này tối đa cũng chỉ là hạ phẩm nguyên tôn tu vi mà thôi. Tiền bối, Tiêu Phàm thở sâu, hơi hơi chắp tay nói, không biết tìm Tiêu mỗ chuyện gì. Còng xuống thân ảnh hơi hơi chấn động một cái, sau đó chậm rãi chuyển động đầu, một tấm giống như xương khô đồng dạng khuôn mặt in vào Tiêu Phàm tầm mắt. Tiêu Phàm tổng cảm giác mình gặp qua ở nơi nào hắn. Cũng không nhớ ra được. Tiêu Phàm, người rốt cuộc đã đến. Lão giả lưng còng mở miệng, lộ ra hữu khí vô lực. Nhìn thấy Tiêu Phàm mờ mịt bộ dáng, lão giả lưng còng thở dài, khổ sở cười nói, không nghĩ tới, ta ngay cả nhường ngươi nhớ tư cách đều không có, tốt xấu, ta cũng xem như cứu cứu ngươi a. Ngươi là, Tiêu Phàm nghe vậy, còn ngươi hơi hơi co rụt lại,
nội tâm khiếp sợ đến cực điểm, kinh ngạc nói, ngươi là Sở Lăng Tiêu. Không sai, trong thiên hạ, có thể xưng là Tiêu Phàm cậu, cũng chỉ có Sở Lăng Tiêu. Mà Sở Lăng Tiêu, cũng chỉ là không có liên hệ máu mủ cứu cứu, chính là ông ngoại hắn nuôi lớn nghĩa tử mà thôi. Đã từng, Tiêu Phàm giết Sở Lăng Tiêu, có thể hắn linh hồn lại bị Cửu U Địa Ngục lực lượng hút vào, cơ duyên xảo hợp đoạt xá Cửu U Địa Ngục năm đại thế lực chi chủ Thiên Hoang Quỷ Chủ. Hắn nhiều lần nghĩ đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết, về sau Cửu U Ma Toàn xuất thế, bị Tiêu Phàm trấn áp về sau, Sở Lăng Tiêu trước tiên trốn ra Cửu U Địa Ngục, sau đó liền không thấy bóng dáng. Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến, Sở Lăng Tiêu vậy mà lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn biến thành hiện tại người này không nhân, quỷ không quỷ bộ dáng. Hắn tốt xấu rời đi Cửu U Địa Ngục thời điểm, cũng là thánh tôn cảnh A, làm sao sẽ biến thành bộ dáng như hiện tại. Tiêu Phàm rõ ràng có thể cảm nhận được, trên người hắn sinh cơ còn thừa không có mấy, thậm chí ngay cả khí số đều tiêu tán không ít. Người rốt cuộc nhớ tới, xem ra, người chính là nhận ta cái này cậu. Sở Lăng Tiêu lại là thoải mái cười một tiếng, có lẽ là ứng câu kia ngạn ngữ, người sắp chết, lời nói cũng thiệt. Tiêu Phàm một trận trầm mặc, hắn đối Sở Lăng Tiêu cừu hận, đã sớm xóa bỏ. Nhưng là hắn vẫn không có nhận Sở Lăng Tiêu cái này cứu cứu. Lúc trước Sở Lăng Tiêu thế nhưng là đem hắn phụ mẫu hành hạ chết đi sống lại, Tiêu Phàm lại làm sao có thể tha thứ hắn đây? Xem ra ngươi còn không có tha thứ ta. Sở Lăng Tiêu tiếp tục nói, cũng được, dù sao ta cũng sống không được bao lâu. Ngươi không phải yên ổn rời đi Cửu U Địa Ngục sao? Làm sao sẽ cùng Cơ Vô Nhạn đến cùng một chỗ? Tiêu Phàm nói tránh đi. Sở Lăng Tiêu nghe vậy, dường như lâm vào xa xôi hồi ức. Nửa ngày mới nói, ta lại yên ổn rời đi Cửu U Địa Ngục, nhưng lại gặp phải không gian loạn lưu, bị đưa tới nơi này. Nơi này, Tiêu Phàm nhìn về phía trước thật là lớn đen kịt không gian, chỉ cảm thấy da đầu hơi tê tê, là nơi này, dẫn đến Sở Lăng Tiêu biến thành như vậy. Ngươi không cần lo lắng, bây giờ chỗ này rất bình tĩnh. Sở Lăng Tiêu lắc đầu, hai mắt đột nhiên trở nên có chút ướt át, nửa ngày mới nói, Vân Bắc hắn có khỏe không? Tiêu Phàm thần sắc một trận phức tạp, Sở Lăng Tiêu cả một đời không chừa chuyện xấu, nhưng bây giờ hắn, chỉ là một cái ghi nhớ lấy con trai mình phụ thân. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm đã đối với hắn hoàn toàn không hận nổi. Hắn qua có được hay không, ngươi có thể tự mình đi hỏi hắn. Tiêu Phàm trầm mặc mấy tức, đạm mạc nói. Ta không phải một người cha tốt, cũng không có mặt mũi gặp hắn, hắn hẳn là cho là ta đã sớm chết. Cần gì phải lại để cho hắn khó chịu một lần. Sở Lăng Tiêu lắc đầu, nói. Tiêu Phàm mím môi một cái, nói, hắn rất tốt. Tốt, tốt, tốt. Sở Lăng Tiêu từ trong thâm tâm cao hứng, cười ra nước mắt, nói thời gian của ta không nhiều lắm, bất quá rốt cuộc chờ đến ngươi, cũng thấy đủ, Tiêu Phàm, ngươi cũng đã biết đây là địa phương nào. Địa phương nào, Tiêu Phàm cau mày nhìn phía trước thâm uyên không gian, trong lòng có loại bất an mãnh liệt. Nơi này ẩn ẩn có đồ vật gì có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Cẩn thận cảm thụ nửa ngày, Tiêu Phàm lúc này mới mở hai mắt ra, nói, nơi này không chỉ có thi khí, còn có ngưng tụ không tan ma khí. Không sai, Sở Lăng Tiêu gật gật đầu, ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên sắc bén, nơi này, đã từng là một cái ma quật. Ma quật, Tiêu Phàm thanh âm đột nhiên bén nhọn thêm vài phần, thái cổ thần giới, tại sao có thể có ma quật? Nhưng Sở Lăng Tiêu dáng vẻ, một chút cũng không giống làm bộ, hơn nữa, hắn cũng căn bản không có tất yếu lừa gạt mình. Cái này còn phải từ hoang cổ đại kiếp thời kỳ nói lên. Sở Lăng Tiêu sửa sang ý nghĩ một chút, tinh tế nói tới. Hoang cổ đại kiếp, dị ma cùng thái cổ thần giới đại chiến, tử thương thảm trọng, nhưng chung quy là dị ma chiếm thượng phong, sát nhập vào thái cổ thần giới. Thái cổ thần giới sụp đổ. Thiên Hoàng có lẽ cũng là từ lúc kia mới hoàn toàn thoát ly khỏi đi, đoạn tuyệt cùng thái cổ thần giới lui tới, để thái cổ thần giới trở thành dị ma địa phương. Bất quá, thái cổ thần giới cũng không ít đại năng cường giả, trong đó có một cái gọi là làm hoang ma chi người, đại sát tứ phương, để dị ma sợ hãi. Hoang ma lấy ma nhập đạo, giết chóc vô số, càng là lấy sức một mình, giết đến dị ma liên tiếp lui về phía sau, không ít dị ma thông đạo đều bị hắn vỡ nát. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái thông đạo. Đáng tiếc, dị ma chiếm cứ thái cổ thần giới chi tâm cực kỳ kiên định, lại từ mặt khác cửu thiên thập địa điều động không ít cường giả đỉnh cao,
vây công hoang ma. Hoang ma đại sát 10 ngày 10 đêm, cuối cùng vẫn như cũ một cây chẳng chống vững nhà, bị vô số dị ma cường giả liên thủ chém giết. Nhưng mà, bọn họ cũng khinh thường hoang ma, dù cho linh hồn bị diệt, có thể nhục thân vẫn như cũ bất tử, lại chu diệt không ít dị ma cường giả, lúc này mới ngã xuống. Một cái hoang ma như thế, nếu có cái thứ hai hoang ma đây. Dị ma cuối cùng sợ hãi, hơn nữa bởi vì trận chiến kia, dị ma cũng tổn thất nặng nề, đành phải rời khỏi thái cổ thần giới nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng là, bọn họ trước tiên nghĩ tới là đem hoang ma thi thể mang đi, đáng tiếc cái kia dị ma thông đạo, lại không thể thừa nhận hoang ma khí tức, kém chút đem dị ma thông đạo vỡ nát. Dị ma sợ hoang ma khởi tử hoàn sinh, chém liền phía dưới hoang ma đầu lâu, thân thể được chôn cất ở thái cổ thần giới. Ngươi đừng nói cho ta biết, nơi này chính là hoang ma phân thây địa phương. Tiêu Phàm rốt cục nhìn không được cắt đứt Sở Lăng Tiêu lời nói, mí mắt cuồng loạn. Nơi này là chôn xác địa phương. Sở Lăng Tiêu hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm cũng không nhìn được hít một hơi lạnh, hoang ma một người, có thể chấn nhiếp vô số dị ma có thể nghĩ hắn thực lực, dù cho thi thể của hắn tán phát uy áp, đoán chừng cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận. Ta ly khai cửu u địa ngục thời điểm, bị hư vô loạn lưu cuốn vào nơi đây, gặp được một cái mới vừa từ hoang ma thi thể bên trên đản sinh linh hồn. Sở Lăng Tiêu ngưng tiếng nói. Nói đến đây, Sở Lăng Tiêu trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ cừu hận, nói cái kia linh hồn thực lực không mạnh, chỉ có thánh đế cảnh đỉnh phong, nhưng ta lại đã tiêu hao hết khí số cùng lực lượng linh hồn, cái này mới miễn cưỡng thắng qua hắn. Ta mặc dù sống tiếp, nhưng là thiên nhân ngũ suy, không còn sống lâu nữa, vừa lúc kia, Cơ Vô Nhạn ngoài ý muốn xâm nhập Hoàng Tuyền cổ vực, bị Bích Lạc Hoàng Tuyền người truy sát, ta xuất thủ cứu hắn một mạng, cũng thu hắn làm đồ, nhường hắn tìm ngươi. Nghe đến đây, Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt, khó trách Cơ Vô Nhạn trên người thi khí cực kỳ nồng đậm, nguyên lai là một mực ở nơi này tu luyện. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nơi này thi khí, cũng là một loại nguyên khí, có thể tu luyện bản nguyên chi lực. Nơi này chính là thái cổ thần giới, hẳn không có ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp, Cơ Vô Nhạn lại là làm sao đột phá thánh tôn cảnh đây. Tiêu Phàm trong lòng hồ nghi. Bất quá Sở Lăng Tiêu tiếp xuống một câu, lại là cởi ra Tiêu Phàm nghi hoặc. Ta cùng với cái kia linh hồn chiến đấu, cuối cùng thôn phệ nó vụn vặt ký ức. Sở Lăng Tiêu lại nói. Thì ra là thế, Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, hoang ma thi thể bên trên ngưng tụ linh hồn. 89/10 là có ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp. Hơn nữa, muốn đột phá thánh tôn cảnh, còn có một con đường khác, kia liền là khí số viên mãn, chạm đến thiên số, cũng có thể đột phá thánh tôn cảnh. Những tin tức này, đều là ngươi từ trong trí nhớ của hắn lấy được. Tiêu Phàm hỏi. Sở Lăng Tiêu gật gật đầu, hít sâu một cái nói, nếu như chỉ là những cái này không xác định tin tức, ta cũng sẽ không để Cơ Vô Nhạn tìm ngươi đến, gọi ngươi tới. Là muốn nói cho ngươi một chuyện khác. Ở ta giết người chết kia linh hồn sinh ra trước đó, hoang ma thi thể bên trên, đã từng còn ngưng tụ hai cái linh hồn. Còn có hai cái, Tiêu Phàm kinh ngạc, cái này hoang ma thi thể khủng bố như thế sao, thi khí liền có thể liên tục không ngừng sinh ra mặt khác linh hồn. Ngươi hẳn là rất ngạc nhiên, hai cái này linh hồn là ai a? Sở Lăng Tiêu thừa nước đục thả câu. Hai người này, hẳn là cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền cùng U Minh Địa Ngục có quan hệ a? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Ngươi vẫn là trước sau như một thông minh. Sở Lăng Tiêu không khỏi cảm thán một câu, bản thân thua với Tiêu Phàm, thật không oan. Hắn sắp xếp lời nói một chút, lại nói, hai cái này linh hồn, một cái tự xưng Hoàng Tuyền Thánh Tử, một cái tự xưng U Minh Chi Chủ. Hoàng Tuyền Thánh Tử, U Minh Chi Chủ, Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc. Hai người kia, Hoàng Tuyền Thánh Tử hắn có tiếp xúc, trước đây không lâu còn gặp mặt một lần, hơn nữa còn đoạt xá ân minh tử thân thể. Mà đổi thành một cái U Minh Chi Chủ, hắn cũng đã được nghe nói, chính là U Minh Địa Ngục tổ chức sát thủ này đầu lĩnh. Không đúng, U Minh Chi Chủ, là cửu U Quỷ Chủ sáng tạo. Tiêu Phàm lại nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên lắc đầu nói. À, ngươi cũng biết cửu U Quỷ Chủ, Sở Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn, nói, bất quá. Theo ta được biết, trong miệng ngươi U Minh Chi Chủ, hẳn không phải là bây giờ U Minh Chi Chủ. Cơ Vô Nhạn nói cho ta biết, mấy vạn năm trước, U Minh Địa Ngục đã từng phát sinh qua nội chiến, ngay lúc đó U Minh Chi Chủ biến mất,
ta nghĩ, Cơ Gia tình báo hẳn là sẽ không sai. Khó trách địa ngục chi chủ nói, U Minh chi chủ đã thật lâu chưa từng tiến vào cửu U địa ngục. Tiêu Phàm hoảng hốt. Địa ngục chi chủ có thể quyết định người khác tiến vào cửu U địa ngục, mà U Minh chi chủ lại có thể bản thân ghé qua cửu U địa ngục, hai cái khắc chế lẫn nhau. Nếu như U Minh chi chủ đã chết, mới U Minh chi chủ tự nhiên là không cách nào tiến vào cửu U địa ngục. Chiếu như lời ngươi nói, bây giờ U Minh chi chủ mới là hoang ma thi thể đản sinh linh hồn. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, bị cái này tin tức kinh người sợ ngây người. Khó trách hắn tiến về thần đạo cổ cương thời điểm, thiên kỳ các đã biến mất, bây giờ xem ra, Lạc Nam Thiên cũng không nhất định có thể tin. 89 phần 10, Sở Lăng Tiêu khẳng định gật đầu, hơn nữa, bọn họ bây giờ khẳng định liền ở Hoàng Tuyền cổ thành, bọn họ đều sẽ không bỏ qua hoang ma thi thể. Thực lực bọn hắn làm sao? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Mấy chục vạn năm, chí ít cũng là pháp tôn cảnh giới A, ta giết người chết kia mới đản sinh linh hồn. Thời gian ngàn năm thì đến được thánh đế cảnh đỉnh phong. Sở Lăng Tiêu suy nghĩ một chút nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta đi ngăn cản bọn họ? Tiêu Phàm vẻ mặt im lặng, pháp tôn cường giả đó đều là tối thiểu, vô cùng có khả năng đã đạt đến thiên tôn cảnh giới. Nếu thật là như thế, vậy hắn đi ngăn cản bọn họ, căn bản chính là tự tìm cái chết. Sở Lăng Tiêu vẻ mặt trịnh trọng nói, không sai, ngươi có thể ngăn cản bọn họ. Cũng nhất định phải ngăn cản bọn họ. Ta có thể, Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái. Ta chỉ là hạ phẩm nguyên tôn A, ngươi cho rằng ta là hạ phẩm pháp tôn sao? Hoàng Tuyền Thánh Tử cùng U Minh Chi Chủ không biết sống bao nhiêu vạn năm lão quái vật, không phải thiên tôn, cũng ít nhất là pháp tôn rồi A, ta dựa vào cái gì có thể ngăn cản bọn họ? Nhìn thấy Sở Lăng Tiêu cái kia lời thề son sắt bộ dáng, Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì thật tin. Đó là ngươi không biết hoang ma một thân phận khác, Sở Lăng Tiêu lại là lắc đầu, vẫn như cũ cho rằng Tiêu Phàm có thể ngăn cản. Thân phận gì, Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi. Hắn là cửu u quỷ chủ nhi tử, Sở Lăng Tiêu ngữ không kinh chết người không thôi nói. Tiêu Phàm mục trừng khẩu ngốc lớn, trong miệng đủ để nhét xuống một cái trứng vịt, trên mặt đều là không thể tin. Cửu u quỷ chủ, lại có nhi tử. Hơn nữa. Con của hắn còn như thế mạnh biến thái. Nói như vậy, hoang ma xem như cháu ta. Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái, nhỏ giọng thầm thì nói. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng Sở Lăng Tiêu cũng nghe được rõ rõ ràng ràng, lần này đến phiên hắn kinh ngạc. Nguyên bản hắn cho rằng, Tiêu Phàm cùng cửu u quỷ chủ quan hệ không tệ, thật không nghĩ đến, Tiêu Phàm lại có thể cùng cửu u quỷ chủ ngang hàng, kể từ đó, Tiêu Phàm trưởng bối. Chẳng phải là bối phận so cửu u quỷ chủ còn lớn hơn. Hiện tại, người còn cảm thấy, người không thể ngăn cản bọn họ sao? Sở Lăng Tiêu chăm chú nhìn Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa, nói, không được, nói thật cho ngươi biết a, cửu u quỷ chủ nếu như ở chỗ này, hắn hận không thể giết chết ta, con của hắn khẳng định cùng hắn mặc cùng một cái quần. Có thể ngươi nếu như không ngăn cản bọn hắn mà nói, thái cổ thần giới thật muốn loạn xáo. Sở Lăng Tiêu biểu tình lo lắng, nói, ngươi cũng đã biết, lúc trước dị ma vì phòng ngừa hoang ma thi thể phục sinh, ở hắn trong thi thể rót vào ngập trời ma khí. Hoàng Tuyền Thánh Tử cùng U Minh Chi Chủ chính là hấp thu những cái kia ma khí mà sống, bọn họ từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, là dị ma, mà không phải ta thái cổ thần giới người. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, nếu thật là dạng này, vậy mình thật vẫn làm những gì? Thế nhưng là... Dựa vào mình cùng cửu u ma chủ tầng kia quan hệ, liền có thể ngăn cản bọn họ lấy được sao? Dù vậy, ta cũng không có lực ngăn cản bọn họ. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Hoang ma kính trọng nhất, chính là cha của hắn cửu u ma chủ, trên người ngươi có lưu hắn khí tức, dưỡng thi đại hội, chính là hoang ma thi thể tái hiện thế gian thời điểm, nếu để cho Hoàng Tuyền Thánh Tử cùng U Minh Chi Chủ lấy được, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sở Lăng Tiêu thanh âm càng lúc càng lớn. Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái, người Sở Lăng Tiêu làm đủ trò xấu, làm sao bây giờ nghĩ vì thái cổ thần giới suy nghĩ. Bất quá, Tiêu Phàm lại là không cách nào đi ngăn cản một người xấu trở thành một người tốt. Ta hết sức nỗ lực, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Hắn không cách nào chân chính đi hứa hẹn cái gì, chí ít, hắn sẽ không dùng bản thân tính mệnh nói đùa. Dù sao, hắn chỉ là một cái hạ phẩm nguyên tôn mà thôi, còn chưa tới trời sập xuống. Nhưng hắn tới chống đỡ đạo lý.
Hơn nữa, hắn cũng chịu không được. Sự do người làm, Sở Lăng Tiêu gật gật đầu, chiếm được Tiêu Phàm trả lời thuyết phục, hắn cũng an tâm không ít, khí tức trên thân càng ngày càng yếu. Thật lâu, hắn mới khẩn thiết nhìn xem Tiêu Phàm, nói Tiêu Phàm, ta không tư cách cầu ngươi làm cái gì, nhưng ta cuối cùng cầu ngươi một sự kiện, thay ta thích hợp mà chiếu cố một chút Vân Bắc. Ta biết, Tiêu Phàm đem Sở Vân Bắc xem như chân chính huynh đệ, không cần Sở Lăng Tiêu bàn giao, hắn tự nhiên cũng sẽ không tổn thương hắn. Như thế, ta an tâm. Sở Lăng Tiêu tựa như trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, nói ta làm đủ trò xấu, hiện tại đền bù tổn thất cũng không kịp, cuối cùng, đưa ngươi một chút đồ vật. Tiêu Phàm biểu tình nghi hoặc, đất vàng đều đã che lại Sở Lăng Tiêu lông mày, hắn còn có thể thay mình làm cái gì? Cho tới nay, người tu luyện đều là sát lục nhất đạo, cùng nơi này thi khí từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, là đồng nguyên, người mới có thể hấp thu a. Sở Lăng Tiêu ánh mắt chuyển về phía trước Hắc Uyên, vô cùng kiên định nói. Hẳn là có thể, bất quá cái này thi khí quá bá đạo, dưỡng thi đại hội chỉ có 3 ngày, ta sợ là không thể lưu lại nơi này. Tiêu Phàm gật gật đầu, lại lắc đầu. 3 ngày, đủ, Sở Lăng Tiêu trầm giọng nói. Sau một khắc, chỉ thấy hắn linh hồn bỗng từ nhục thân bên trong bay ra, bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết, chỉ một thoáng, cuồn cuộn thi khí mãnh liệt mà tới. Ngươi làm gì, ngươi sẽ chết, Tiêu Phàm kêu to. Hắn cũng không phải sợ Sở Lăng Tiêu chết rồi, chỉ là, hắn nội tâm không muốn thiếu Sở Lăng Tiêu cái gì, bởi vì giữa bọn họ ân oán sớm đã xóa bỏ. Ta đã sớm phải chết, sống đến bây giờ đã sớm đã kiếm được. Sở Lăng Tiêu tùy tiện cười một tiếng, nói, liền để ta cái này làm cậu, cuối cùng vì ngươi làm chút chuyện. Hô hô, thi khí điên cuồng cuốn lên, giống như là biển gầm hướng về Tiêu Phàm vào tới, vô khổng bất nhập, nhanh chóng tràn vào hắn thể nội. Tiêu Phàm thở sâu, khẽ cắn môi, ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhanh chóng vận chuyển vô tận chiến điển. Đối với hắn người mà nói, hấp thu khổng lồ như thế thi khí, tuyệt đối là một loại cực lớn phụ tải. Nhưng là Tiêu Phàm khác biệt, hắn có được bạch sắc thạch đầu, có thể tiến hóa bất luận cái gì bản nguyên chi khí, thi khí tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ầm ầm, bàng bạc thi khí tràn vào Tiêu Phàm thể nội, phát ra một trận sóng lớn thao thiên thanh âm. Lại giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, cọ rửa Tiêu Phàm toàn thân kinh mạch. Kinh khủng hủ thực chi lực, để Tiêu Phàm khó có thể chịu đựng, đây quả thực so tu luyện tu la cửu biến còn kinh khủng hơn. Nhưng là, Tiêu Phàm lại là liền hừ đều không hừ một tiếng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thống khổ tuy lớn, thu hoạch cũng đồng dạng không nhỏ. Muốn mạnh lên, làm sao có thể một đường không có gió cũng chẳng có mưa. Bạch sắc thạch đầu điên cuồng hấp thu thi khí, đồng thời Tiêu Phàm thúc giục sát lục nguyên tuyền, không muốn sống một dạng luyện hóa, hơn nữa bạch sắc thạch đầu xông ra lực lượng, Tiêu Phàm thống khổ giảm bớt không ít. Sát lục nguyên tuyền bên trong, tu la sát lục bản nguyên chi lực từ từ dâng đi lên, một lần đã đột phá 6.000 nguyên cửa ải, hơn nữa còn không có ngừng lại xu thế. 7.000 nguyên, 8.000 nguyên, đây đã là đại bộ phận thượng phẩm nguyên tôn mới có thể có bản nguyên chi lực. Nhưng là Tiêu Phàm, lại quả thực là không thể đạt tới đột phá trung phẩm nguyên tôn cảnh tiêu chuẩn. Hắn sát lục bản nguyên chi lực khống chế lực đột phá 9 phần 10, chứa bản nguyên chi lực đã gia tăng gấp bội. Tiêu Phàm ẩn ẩn có loại cảm giác, bản thân sát lục bản nguyên chi lực muốn đột phá trung phẩm thánh tôn, đoán chừng phải cần 1 vạn nguyên, đây chính là đột phá pháp tôn cảnh tiêu chuẩn. Mà đạt tới 1 vạn nguyên bản nguyên chi lực, tăng thêm hắn 9 phần 10 khống chế độ. Phát huy uy lực dòng dã đạt đến 9.000 nguyên, cho dù là hạ phẩm pháp tôn, Tiêu Phàm đoán chừng cũng có thực lực đánh một trận. Tiêu Phàm không muốn thiếu Sở Lăng Tiêu nhân tình, cũng không có nghĩ đến người này tình thiếu lớn. Hơn nữa, hắn cũng không còn cách nào trả lại, bởi vì hắn là không có khả năng trả lại một người chết. Hắn duy nhất có thể trả lại, chính là hảo hảo chiếu cố Sở Lăng Tiêu nhi tử Sở Vân Bắc. A à, đau khổ kịch liệt rốt cục để Tiêu Phàm có chút không chịu nổi. Sát lục bản nguyên chi lực thẳng tắp dâng lên. Vẻn vẹn 1 giờ, liền bước qua 9.000 nguyên khảm. Hơn nữa, nó tựa như không có cuối cùng một dạng. Thời gian nhanh chóng sói mòn, Tiêu Phàm cảm giác một ngày bằng 1 năm, cuồn cuộn thi khí bộc phát ra năng lượng, tựa như muốn đem hắn thân thể no bạo một dạng. Sau 1 ngày, loại này thống khổ mới chậm rãi biến mất. Lúc này,
Hạc Huyền đã chậm rãi khôi phục lại sự trong sáng, tất cả thi khí tất cả đều Tiêu Phàm luyện hóa không còn một mảnh. 12.000 nguyên, Tiêu Phàm cảm thụ một lần sát lục nguyên tuyền bên trong nguyên khí, nhịn không được hít một hơi lạnh. Phải biết, lúc trước hắn mới hơn 5.000 nguyên A, bây giờ lại tăng vọt nhiều gấp đôi. 12.000 nguyên bản nguyên chi lực, tăng thêm hắn 9/10 khống chế độ, hắn có thể phát huy ra thực lực, đã đạt đến gần 10.000 nguyên. Vừa mới đột phá hạ phẩm pháp tôn cảnh tu sĩ, cũng mới 10.000 nguyên mà thôi, khống chế độ tối đa cũng có thể 7/10, có thể phát huy ra thực lực cũng mới 7.000 nguyên bản nguyên chi lực. Hơn nữa, có thể đạt tới 7/10 khống chế độ cũng là phượng mao lân giác, thậm chí hầu như không tồn tại. Nói cách khác, Tiêu Phàm hiện tại so với cái kia vừa mới đột phá hạ phẩm pháp tôn cảnh người, còn phải cường đại hơn rất nhiều. Ngoại trừ sát lục bản nguyên bên ngoài, hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng cùng thời không bản nguyên chi lực, ở bạch sắc thạch đầu cái kia năng lượng kinh khủng quán thâu phía dưới, cũng tăng trưởng ngàn nguyên to lớn. Hỗn độn kiếm đạo bản nguyên, bây giờ cũng đạt tới 7.200 nguyên, mà thời không bản nguyên chi lực, cũng đạt tới 6.000 nguyên. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. Nguyên bản hắn cho là mình muốn ở sát lục bản nguyên chi lực bên trên nhiều bỏ công sức, dù sao kiếm đạo bản nguyên lực lượng đã sớm đạt đến trung phẩm nguyên tôn cảnh yêu cầu. Mà thời không bản nguyên chi lực, có thời không thiên châu ở, hắn thời khắc đều đang lĩnh ngộ tăng lên. Nhưng hiện tại xem ra, hai loại bản nguyên chi lực hoàn toàn là kéo chân hắn. Bất quá, sát lục bản nguyên chi lực bạo tăng, ta khống chế độ lờ mờ có chút hạ xuống, còn phải hảo hảo ổn định một lần tu vi mới được. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Cùng lúc đó, hắn đối với kế tiếp tu luyện cũng có mục tiêu, trước tiên đem hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng cùng thời không bản nguyên chi lực tăng lên, sau đó lại tăng lên hai loại bản nguyên chi lực khống chế độ. Càng là đến hậu kỳ, mỗi tăng lên một thành khống chế độ có thể gia tăng thực lực, có thể so sánh tăng lên bản nguyên chi lực số lượng đến gia tăng thực lực nhanh hơn nhiều. Tập trung ý chí, Tiêu Phàm cũng không có lập tức rời đi nơi đây, mà là tiến nhập thể nội thế giới, mau sớm thích ứng trạng thái bây giờ. Khoảng cách dưỡng thi đại hội chỉ có 2 ngày, nhưng hắn thể nội không gian tốc độ chảy lại là 50:1, nói cách khác, hắn còn có hơn 3 tháng thời gian. Hơn 3 tháng thời gian, đã đủ để cho hắn củng cố tu vi. Chờ dưỡng thi đại hội kết thúc về sau, hắn cũng nên vì chính mình đột phá trung phẩm nguyên tôn làm chuẩn bị. Lấy hắn bây giờ tình huống, hai cái kia loại bản nguyên chi lực số lượng đột phá 9.000 nguyên, hẳn là cũng đủ để đột phá trung phẩm thánh tôn. 3 tháng thời gian chớp mắt liền qua, Tiêu Phàm khí tức trên thân xem như ổn định lại. Dưỡng thi đại hội, cũng nên bắt đầu. Tiêu Phàm rời đi thể nội thế giới, thật sâu nhìn phía trước Thâm Uyên một cái, âm thầm trầm ngâm nói, người yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt biểu ca. Dứt lời. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại dọc theo đến thông đạo rời đi. Ngoại giới, Diệp Khuynh Thành mấy người biểu tình vẻ lo lắng, đem Cơ Vô Nhạn vây ở trung ương, tùy thời chuẩn bị động thủ. Cơ Vô Nhạn trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, hắn vốn cho là Tiêu Phàm xem như biến thái, nhưng nơi này mỗi người, đều có vẻ như đều mạnh hơn hắn, cái này khiến hắn có chút thất lạc. Hô, đột nhiên, một bóng người từ sơn cốc bên trong phi ra. Cơ Vô Nhạn như chút được gánh nặng một dạng. Nếu như giao thủ, hắn có mấy cái mạng đều không đủ Diệp Khuynh Thành bọn họ giết. Tiêu Phàm, người không sao chứ? Khương Ách nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, vội vàng nghênh đón. Diệp Khuynh Thành bọn họ cũng nhẹ nhàng thở ra, bất quá lại là không có dựa vào đi, bọn họ cũng không muốn tới gần Khương Ách. Đi thôi, Tiêu Phàm khoát khoát tay, trực tiếp hướng về nơi xa bay đi. Để bọn hắn kinh ngạc là Hoàng Tuyền cổ vực thi khí vậy mà tiêu tán không ít, đang ở chậm rãi trở nên thanh minh. Dưỡng thi đại hội bắt đầu, Hoàng Tuyền cổ vực thi khí đều sẽ bị rút ra không còn, chúng ta phải nhanh chút, bằng không liền không còn kịp rồi. Cơ Vô Nhạn ngưng tiếng nói. Tiêu Phàm gật đầu, vừa mới chuẩn bị tăng thêm tốc độ, đột nhiên, nơi xa có hai đạo bóng người gào thét mà qua, bộ dáng có chút chật vật, tựa như đang bị người nào truy sát. Ân. Tiêu Phàm thấy thế, không khỏi nhíu mày, bởi vì hai người kia, hắn không chỉ có nhận biết, hơn nữa quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Các ngươi không chạy thoát được đâu, còn không thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể được chết thống khoái một chút.
Một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, hơn 10 người từ 4 phương 8 hướng gào thét mà tới, trong nháy mắt đem hai người kia vây ở trung ương. Tiêu Phàm, chúng ta đi thôi, không muốn xen vào việc của người khác. Cơ Vô Nhạn thúc giục nói. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là cho Diệp Khuynh Thành một ánh mắt, Diệp Khuynh Thành phóng ra bước chân, trực tiếp hướng về những người kia đi đến. Kỳ thật không cần Tiêu Phàm mở miệng, Diệp Khuynh Thành cũng sẽ động thủ, bởi vì hai người kia, không chỉ có Tiêu Phàm quen thuộc, hắn cũng có chút ấn tượng. Đám người, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trong đó một người áo đen tức giận hướng về bốn phía tu sĩ, lạnh giọng nói, đồ hỗn trướng, các ngươi biết mình đang làm cái gì. Các ngươi phải đối phó, là U Minh Chi Chủ. U Minh Chi Chủ, vây giết bọn họ người cầm đầu, lại là lạnh lùng cười một tiếng, nói, đó là trước kia, bây giờ U Minh Chi Chủ, chỉ có một người. Dừng một chút, hắn lại nói, một cái vốn phải chết người, liền không nên xuất hiện ở đây trên đời, đúng không, quỷ U Minh? Có đúng không? Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, Lạc Nam Thiên, lần trước không giết ngươi, xem ra là ta sai lầm, ngay cả ta người, ngươi cũng dám giết. Lời mới vừa nói người nghe vậy, biến sắc, quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm một chuyến chính hướng về bọn họ phương này đi tới, mà bọn họ đuổi giết trong hai người, lại là không giải thích được xuất hiện một cái bạch bào nam tử. Không sai, truy sát hai người kia không phải người khác, chính là Thiên Kỳ các chủ Lạc Nam Thiên. Tiêu Phàm, ngươi sao lại ở chỗ này? Lạc Nam Thiên sắc mặt hơi trắng bệch, đối với Tiêu Phàm, hắn vẫn là phát ra từ sâu trong linh hồn kiêng kỵ. Phủ chủ, bị đuổi giết hai người thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Quỷ Thiên Cừu, Quỷ Hoang, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn hai người, hoàn toàn không để mắt đến đám người kia. Bị đuổi giết hai người, chính là Tiêu Phàm hai cái thuộc hạ, Quỷ Thiên Cừu cùng Quỷ Hoang. Từ khi hắn trở lại Thái Cổ Thần Giới đến nay, một mực chưa thấy qua Quỷ Thiên Cừu, không nghĩ tới ở trong này nhìn thấy hai người, để Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa, Lạc Nam Thiên vừa rồi xưng hô Quỷ Thiên Cừu Quỷ U Minh, hơn nữa Quỷ Hoang còn nói ra U Minh Chi Chủ mấy chữ này, để Tiêu Phàm có chút không hiểu. Phủ chủ, chúng ta, Quỷ Thiên Cừu nhìn thấy Tiêu Phàm hỏi thăm, không khỏi cúi đầu xuống, có chút không dám nhìn thẳng hắn. Tiêu Phàm, hai người này thế nhưng là U Minh Chi Chủ muốn giết người, người dám ngăn cản. Lạc Nam Thiên đột nhiên lại lấy dũng khí, cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, trong giọng nói đều là uy hiếp. Tiêu Phàm ánh mắt từ Quỷ Thiên Cừu trên người rời, lần nữa khóa chặt Lạc Nam Thiên, híp híp hai mắt nói, ta nếu muốn ngươi chết, trong miệng ngươi U Minh Chi Chủ, có thể cứu ngươi sao? Lạc Nam Thiên nghe nói như thế, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, một cỗ lạnh ý từ lòng bàn chân dâng lên, thẳng tới đỉnh đầu. Ngăn lại hắn, Lạc Nam Thiên kinh hô một tiếng, bản thân lại cực tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Hừ, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, trước kia tha Lạc Nam Thiên một mạng, đã coi như hắn nhân từ. Nhưng lúc này, hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra, Lạc Nam Thiên một mực đang lừa gạt bản thân, dạng người này, Tiêu Phàm lại làm sao có thể tha cho hắn. Sát lục, Tu La Chàng, hắn nội tâm khẽ nói một tiếng, vô cùng vô tận sát lục kiếm khí nở rộ, trong nháy mắt bao phủ Lạc Nam Thiên một phương tất cả mọi người. À, từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, những tu sĩ kia tất cả đều bị sát lục kiếm khí xé thành huyết vụ, liền một cái hô hấp đều không có trèo trống. Diệp Khuynh Thành mấy người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, cũng bị Tiêu Phàm cái kia thực lực khủng bố cho khiếp sợ đến. Phải biết, Tiêu Phàm một mực đi cùng với bọn họ, hắn thực lực xác thực rất không tệ, nhưng tuyệt đối không có hiện tại mạnh. Liền bình thường thánh tôn cảnh cường giả, vậy mà đều trực tiếp miểu sát. Tha mạng, Lạc Nam Thiên không ngừng kêu thảm thiết, hắn huyết nhục bị từng kiếm một cắt lấy, gần như chỉ lưu lại một đạo bộ xương khô. Con người của ta, hận nhất bị người lừa dối. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu. Tiêu Phàm, người chết không yên lành, U Minh Chi Chủ sẽ báo thù cho ta. Lạc Nam Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm bao phủ hoàn toàn, bộ xương khô cũng bị xé thành bột mịn, cái gì đều không lưu lại. Tiêu Phàm không động thủ là đã, vừa động thủ nhất định là chém tận giết tuyệt. Chỉ chốc lát sau, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, đám người toàn bộ đều kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ánh mắt chuyển hướng Quỷ Thiên Cừu cùng Quỷ Hoang hai người, hơi hơi nhíu lông mày, hắn không có mở miệng,
nhưng ánh mắt bên trong đều là vẻ hỏi thăm. Phủ chủ, thuộc hạ có tội. Quỷ Thiên Cừu phù phù một tiếng trực tiếp quỳ ở trước mặt Tiêu Phàm, quỷ hoang tự nhiên cũng không dám chậm trễ. Ngươi có gì tội? Trầm ngâm thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới lên tiếng nói ra. Quỷ Thiên Cừu khóe miệng co quắp một trận, ngăn trở một lần ngôn ngữ, lần nữa bái nói, thuộc hạ che giấu bản thân thân phận. Đứng lên đi, Tiêu Phàm phất phất tay, Quỷ Thiên Cừu hai người thân thể tự động đứng lên, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, vừa đi vừa nói, lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Đám người đạp không mà lên, Quỷ Thiên Cừu cung kính đi theo Tiêu Phàm sau lưng, kể rõ chính mình sự tình. Tiêu Phàm tử tế nghe lấy, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng giãn ra. Nguyên lai, Quỷ Thiên Cừu chính là bách sát chiến trường bên trong quỷ hỏa hoang sơn bên trong đản sinh sinh linh, về sau bị cửu u quỷ chủ giao phó linh trí, trở thành cửu u địa ngục u minh chi chủ. Cửu u quỷ chủ ngủ say vô số tuế nguyệt về sau, Quỷ Thiên Cừu cùng địa ngục chi chủ nhàm chán phía dưới, sáng tạo ra u minh địa ngục một lần này lớn tổ chức sát thủ. Hắn thực lực cũng từng đạt đến pháp tôn cảnh giới, ở thái cổ thần giới được cho cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng mà, một cái khác u minh chi chủ, cũng chính là bây giờ trưởng quản u minh địa ngục u minh chi chủ xuất hiện, lại trở thành hắn ác mộng. Hắn ở trong bách sát chiến trường tu luyện thời điểm, bị cái kia u minh chi chủ đánh lén, bản thân bị trọng thương. Bất quá, thân làm pháp tôn cảnh hắn, cũng ở lúc mấu chốt đả thương nặng u minh chi chủ. Về sau, hắn linh hồn xé mở linh hồn không gian, trốn ra thái cổ thần giới, đây cũng là Tiêu Phàm ở chiến hồn đại lục gặp gỡ hắn nguyên nhân. Kỳ thật, hắn một mực biết rõ Tiêu Phàm đang tìm kiếm cửu u địa ngục, nhưng hắn cũng không dám cùng Tiêu Phàm để lộ bản thân thân phận, cố ý làm bộ không biết, bởi vì hắn không dám bại lộ thân phận. Nghe đến đây, Tiêu Phàm trên mặt khó chịu mới chậm rãi biến mất, Quỷ Thiên Cừu cũng là sợ u minh chi chủ trả thù, dính líu Tiêu Phàm cùng vô tận thần vực. Bản ý của hắn vẫn là tốt. Ngươi nói, lúc trước ngươi đả thương nặng u minh chi chủ, là ở bách sát chiến trường. Tiêu Phàm ẩn ẩn bắt được điểm mấu chốt. Đúng, Quỷ Thiên Cừu cười khổ gật đầu, lúc trước hắn bị ta trọng thương về sau, chỉ còn lại có một bộ tàn hồn, một mực ở trong bách sát chiến trường dưỡng thương, điểm này, thuộc hạ cũng là về sau mới biết. Hơn nữa, thuộc hạ lúc trước tiến về bách sát chiến trường quỷ hỏa hoang sơn chữa trị bản nguyên, cũng mơ hồ cảm ứng được hắn khí tức, chỉ là không phải rất rõ ràng. Dừng một chút, Quỷ Thiên Cừu lại nói, nguyên bản ta cho rằng hắn đã chết, lại không nghĩ rằng, hiện tại hắn lại xuất hiện, hơn nữa còn đoạt xá một bộ thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Tiêu Phàm một trận trầm mặc, trong đầu lại là hồi tưởng lại ban đầu ở bách sát chiến trường thời không liệt phùng bên trong phát sinh tất cả. Vũ Văn Tiên, Tiêu Phàm không tự chủ được toát ra một cái tên. Cụ thể là ai thuộc hạ không biết. Thuộc hạ chưa từng gặp qua hắn hình dáng, chỉ là xa xa nhìn qua hắn một cái, hẳn rất trẻ tuổi. Quỷ Thiên Cừu giải thích nói. Tiêu Phàm lại là có 7-8 phần nắm chắc, u minh chi chủ đoạt xác người, hẳn là Vũ Văn Tiên. Khó trách Vũ Văn Tiên thời điểm chết nói cho hắn, nếu như tương lai có một ngày hắn lần nữa xuất hiện, nhất định không muốn hạ thủ lưu tình. Nguyên lai, Vũ Văn Tiên đã sớm biết tương lai mình vận mệnh. Sở Lăng Tiêu nói đúng. U minh chi chủ đã không phải là thuần túy thái cổ sinh linh. Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói, hồi tưởng lại lúc trước Vũ Văn Tiên ma hóa bộ dáng, hắn càng ngày càng chắc chắn. Nói đến hắn cũng cảm thấy kỳ quái, mình bây giờ địch nhân, vậy mà đều là trước kia đối thủ của mình. U minh chi chủ là, Hoàng Tuyền Thánh Tử là, ngay cả bây giờ khống chế thần đạo cổ cương người, cũng là. Càng ngày càng phức tạp, Tiêu Phàm vuốt vuốt thái dương huyệt. Hiện tại cái gì như quỷ xà thần đều xông ra. Tiêu phủ chủ, Hoàng Tuyền cổ thành đến, Cơ Vô Nhạn chỉ nơi xa nói. Tiêu Phàm nhìn Cơ Vô Nhạn một cái, cổ quái nói, ngươi phải cùng chúng ta cùng một chỗ. Cơ Vô Nhạn nghe vậy, lại là đột nhiên quỳ một chân xuống đất, nói, còn mời Tiêu phủ chủ thu lưu, ta nguyện ý gia nhập vô tận thần phủ. Tiêu Phàm thần sắc càng thêm quái dị, buồn bực nói, ngươi Cơ gia bây giờ có thiên hoang người tỏa chấn. Nhưng so với ta vô tận thần phủ phải mạnh mẽ hơn nhiều, người không quay về sao? Nếu như năm đó không phải là bị Cơ gia trục xuất gia tộc, bị người đuổi giết, ta cũng sẽ không liều chết xâm nhập Hoàng Tuyền cổ vực. Cơ Vô Nhạn vẻ mặt bi phẫn nói. Cơ Vô Nhạn bị trục xuất Cơ gia, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, bất quá Cơ Vô Nhạn bản tính không xấu,
chỉ ít thời điểm then chốt còn có thể làm nhân tộc suy nghĩ, so với hắn đại ca Cơ Vô Đạo mạnh hơn nhiều. Vậy hãy theo chúng ta a. Tiêu Phàm gật đầu. Ngay sau đó, mấy người đang hoàng tuyền cổ thành đường phố rơi xuống, lại là nhìn thấy vô số tu sĩ đang điên cuồng hướng về một phương hướng chạy trốn, lộ ra 10 điểm gấp rút. Đồng thời, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng từ đằng xa mãnh liệt mà tới, cuồng bạo khí lãng trực tiếp đem trong thành đại điện nghiền nát. Chuyện gì xảy ra? Khương Ách cau mày. Sau một khắc, đám người bỗng nhiên ngẩng đầu, lại là nhìn thấy nơi xa, một bộ đạt đến trăm trượng thi thể không đầu, chính từng bước một hướng về bên này trà đạp mà đến. Trên người mọc đầy bộ lông màu vàng óng, cùng cùng giống như kim sắc trường mâu, sắc bén đến cực điểm. Cuồng bạo khí tức càng là để người sợ hãi, một cước đạp xuống, bên trên 100 dặm chu vi đều bị chấn vỡ, hư vô loạn lưu bắn ra bốn phía. Nhưng mà, kinh khủng hư vô loạn lưu, vậy mà đối với nó không chút tổn hao nào, Tiêu Phàm mấy người nhìn không được hít một hơi lạnh. Hoang ma thi thể, Tiêu Phàm thốt ra, chẳng lẽ mình đã tới muộn? Nhìn qua cái kia đạt đến trăm trượng thi thể không đầu, Tiêu Phàm bọn người cảm giác tê cả da đầu. Tức liền qua vô số tuế nguyệt, có thể thi thể này lại còn hung mãnh như vậy, bằng vào trên người nó tán phát khí tức, liền đã không kém gì quân bách nhẫn. Phải biết, cái này vẫn là không có linh hồn, vẻn vẹn chỉ là nhục thân tình huống phía dưới. Chân chính vạn cổ bất hủ, Tiêu Phàm lại nhìn không được cảm thán. Tiêu Phàm, đừng cảm thán, mau trốn a, thái cổ thần giới sẽ đại loạn. Khương Ách vẻ mặt hấp tấp nói. Bình thường không sợ trời không sợ đất hắn, giờ phút này cũng cảm giác có chút bất lực, chỉ là tản mát ra khí tức, liền để hắn có chút đứng không vững. Còn tốt thi thể này tạm thời không có đại khai sát giới, bằng không mà nói, hoàng tuyền cổ thành đoán chừng đều đã bị san thành bình địa. Các ngươi đi trước, Tiêu Phàm thở sâu, hắn đã đáp ứng Sở Lăng Tiêu, nhất định phải ngăn cản hoàng tuyền thánh tử cùng U Minh chi chủ chiếm lấy hoang ma thi thể. Hiện tại cái gì cũng không làm. Hắn làm sao có thể rời đi đây? Phủ chủ, ta với ngươi đi. Quỷ Thiên Cừu vẻ mặt kiên định nói. Còn có ta, Quỷ Hoang cũng không chút do dự đứng dậy. Ngươi đi xem náo nhiệt gì. Thiên Viên Trảm Tiên nhịn không được bạch Quỷ Thiên Cừu một cái. Quỷ Thiên Cừu chẳng qua là một cái thánh đế cảnh đỉnh phong mà thôi. Đoán chừng còn không có tới gần hoang ma thi thể, liền sẽ phi hôi yên diệt. Tiêu Phàm lại là nhìn thật sâu Quỷ Thiên Cừu một cái. Quỷ Thiên Cừu vẻ mặt kiên định nói, không thể để cho thiếu thi thể của chủ nhân bị người trà đạp. Thiếu chủ nhân, Thiên Viên Trảm Tiên mấy người kinh hãi nhìn xem hoang ma thi thể, còn cho rằng mình nghe lầm. Ngược lại là Tiêu Phàm 10 điểm bình tân, Quỷ Thiên Cừu từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, là cửu u quỷ chủ sáng tạo, cửu u quỷ chủ là hắn chủ nhân. Mà cửu u quỷ chủ nhi tử hoang ma, dĩ nhiên chính là hắn thiếu chủ nhân. Ngươi theo ta đi. Những người khác tốc độ rời đi. Tiêu Phàm đoan cơ quyết đoán, hiện tại cũng không phải kéo dài thời gian thời điểm. Chỉ một thoáng, hắn trực tiếp mang theo Quỷ Thiên Cừu cùng Quỷ Hoang đạp không mà lên, lưu lại Khương Ách bọn họ tại nguyên chỗ ngẩn người. Đi, rất nhanh, mấy người cũng lấy lại tinh thần đến, cực tốc hướng về Hoàng Tuyền Cổ Thành bên ngoài bay đi. Cũng đúng lúc này, chân trời đột nhiên từng đạo quang mang nở rộ. Tại hư không nhanh chóng tạo thành từng đạo màn sáng, đem phương viên mấy vạn dặm phạm vi đều bao phủ ở bên trong. Không tốt, bị phong tỏa. Diệp Khuynh Thành sầm mặt lại. Chỉ chốc lát sau, mấy người xuất hiện ở màn sáng giáp danh, quyền lực xuất thủ phía dưới, vậy mà dung chuyển không được màn sáng mảy may. Bốn phía, vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương, tuyệt vọng tiếng quanh quẩn không ngừng, mỗi người ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng hốt, trong những người này. Không thiếu Bích Lạc Hoàng Tuyền người. Hiển nhiên, những người này trước đó cũng đã trải qua cái gì, lấy về phần bọn hắn cũng nghĩ mau chóng thoát đi nơi đây. Nhưng trận pháp ngăn cản, để bọn hắn gần như tuyệt vọng, điên cuồng công kích tới, có thể không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lại nói Tiêu Phàm mang theo Quỷ Thiên Cừu cùng Quỷ Hoang hai người tới gần hoang ma thi thể, sắc mặt ngưng trọng hết sức, theo khoảng cách hoang ma thi thể càng ngày càng gần, hắn thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn. Phía dưới, hoàng tuyền cổ thành đã cơ hồ hủy diệt, khắp nơi đều có thi thể, giống như chân chính tu la địa ngục. Quỷ dị chính là, những thi thể này chảy ra máu tươi, ở một đám lực lượng quỷ dị thao túng phía dưới, xông vào hoang ma thi thể bên trong. Nguyên bản bộ lông màu vàng óng,
cũng chậm chậm biến thành huyết sắc, hoang ma thi thể cũng biến thành càng ngày càng điên cuồng, không ngừng công kích tứ phương. Huyết tế, bọn họ điên rồi sao? Quỷ Thiên Cừu nhìn thấy một màn này, gần như khàn cả giọng gào thét. Cái gì là huyết tế? Tiêu Phàm trong lòng có loại bất an mãnh liệt. Thiếu chủ nhân thi thể, lúc trước bị dị ma trút vào vô tận ma khí, mấy trăm vạn năm qua một mực ăn mòn hắn thi thể, muốn mẫn diệt hắn linh tính. Quỷ Thiên Cừu thở sâu, giải thích nói, nhìn thiếu chủ nhân thi thể thi lông, hiển nhiên những cái kia ma khí đối với hắn ý chí không có quá nhiều ảnh hưởng. Nếu như dùng vô số huyết dịch nuôi nấng hắn, có thể tỉnh lại hắn linh tính, nhưng là hắn nhất định sẽ trở nên hết sức điên cuồng, đến lúc đó, liền sẽ trở thành triệt để thi ma, sát nhân ma đầu. Tiêu Phàm nghe vậy, cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Dưỡng thi đại hội, đây chính là dưỡng thi đại hội mục đích thực sự sao? Trình diện tất cả mọi người máu tươi, đều sẽ trở thành nuôi nấng hoang ma thi thể chất dinh dưỡng. Lấy huyết dưỡng thi, Tiêu Phàm thở sâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, lại là xa xa nhìn thấy, hai đạo bóng người đang ở hoang ma thi thể không trung, quan sát phía dưới. Phủ chủ, kia liền là U Minh chi chủ, Quỷ Thiên Cừu bỗng nhiên chỉ trong đó một cái bọc lấy hắc bào bóng người, cắn răng nghiến lợi nói. Tiêu Phàm thấy không rõ U Minh chi chủ khuôn mặt, bất quá hắn thân hình, Tiêu Phàm lờ mờ có chút ấn tượng, đối phỏng đoán của mình lại khẳng định mấy phần. Không cần Quỷ Thiên Cừu nhắc nhở, Tiêu Phàm cũng đại khái đã đoán được hắn thân phận, bởi vì hai người này, một người trong đó chính là Hoàng Tuyền Thánh Tử. Hai người này lãnh đạm nhìn xem tất cả những thứ này, hiển nhiên là muốn chờ hoang ma trở thành thi ma về sau, mới chính thức động thủ. Chỉ là Tiêu Phàm nghĩ không biết là, hai người bọn họ vì sao hiện tại không động thủ đây. Theo lý thuyết, hiện tại mới là tốt nhất điều khiển hoang ma thời điểm A. Không đúng, bọn họ trên người cũng có ma khí, hiện tại thi ma ý chí quá mạnh, nhất định sẽ công kích bọn họ, mà một khi trở thành thi ma, bọn họ liền không cố kỵ gì. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đột nhiên thúc giục vô tận chiến điển cùng bạch sắc thạch đầu, chung quanh bỗng nhiên sinh ra một cổ lực lượng cường đại, điên cuồng thôn phệ bốn phía máu tươi. Chỉ cần không có máu tươi để hoang ma thi thể hấp thu, hắn liền sẽ không triệt để trở thành thi ma, Hoàng Tuyền Thánh Tử cùng U Minh chi chủ, tự nhiên cũng liền không có biện pháp. Tiêu Phàm động tĩnh, trong nháy mắt hấp dẫn Hoàng Tuyền Thánh Tử lực chú ý, hắn con ngươi băng hàn tới cực điểm sát khí nặng nề nói, ta đã nói rồi nhường ngươi rời đi, ngươi lại còn dám trở về. Nói xong, một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mãnh liệt mà tới. Tiêu Phàm vội vàng đem Quỷ Thiên Cừu cùng Quỷ Hoang bảo hộ ở sau lưng. Hoàng Tuyền Thánh Tử khí tức rất mạnh, cũng rất lạnh, Tiêu Phàm đại khái có thể đánh giá ra, Hoàng Tuyền Thánh Tử hẳn là hạ phẩm pháp tôn tu vi, trong khoảng cách phẩm pháp tôn cũng chỉ có cách xa một bước. Chí ít, hắn so cùng là hạ phẩm pháp tôn Lý Đạo Lâm phải mạnh hơn. Quỷ U Minh chi chủ cũng đột nhiên quay đầu trông lại, con người thẳng thắn hướng về Quỷ Thiên Cừu, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Nói ta phải gọi ngươi Quỷ Thiên Cừu đúng không, bất quá cũng không trọng yếu. Dứt lời, U Minh chi chủ cười ta một tiếng, hắc khí cuồn cuộn từ trên người hắn toát ra, bay thẳng Quỷ Thiên Cừu mà tới. Hai người các ngươi trước đi vào ta thể nội thế giới. Tiêu Phàm vội vàng nói, một mình hắn, đối mặt hai cái chuẩn trung phẩm pháp tôn, một tia hy vọng đều không có. Nếu như còn muốn bảo vệ Quỷ Thiên Cừu cùng Quỷ Hoang mà nói, chính hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Phủ chủ, hào hào bảo hộ Quỷ Hoang. Quỷ Thiên Cừu lắc đầu, đột nhiên từ Tiêu Phàm sau lưng đi ra, trên mặt hiện lên một cỗ kiên quyết. Sau một khắc, Quỷ Thiên Cừu đột nhiên đánh ra từng đạo thủ quyết, quát khẽ nói, phong ấn, biết. Ao ao ao, vô số sợi xích màu đen từ Quỷ Thiên Cừu trên người gào thét mà ra, ao 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 rung động, hắn thân hình cũng đột nhiên bắt đầu tăng vọt. Cùng lúc đó, khí thế cũng điên cuồng lên cao. Tiêu Phàm thấy thế, sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát chói tai, Quỷ Thiên Cừu, ngươi làm cái gì? Lấy Tiêu Phàm kiến thức, làm sao không biết Quỷ Thiên Cừu chuẩn bị làm cái gì đây? Quỷ Thiên Cừu rõ ràng là linh hồn bị thương, cưỡng ép phong ấn bản thân thân thể, bởi vì, hắn nhục thể căn bản là không có cách tiếp nhận hắn lực lượng. Bây giờ, hắn phá khai phong ấn phóng thích bản thân lực lượng. Cho dù không bạo thể mà chết, đoán chừng cũng sống không được bao lâu. Phủ chủ, những năm này, đa tạ ngài chiếu cố. Quỷ Thiên Cừu quay đầu cười một tiếng,
cười 10 điểm chân thành. Chỉ là sau một khắc, hắn quay đầu nhìn về phía U Minh Chi Chủ thời khắc, sắc mặt của hắn bỗng trở nên hết sức lạnh lùng lên, U Minh Chi Chủ. Ta ngược lại muốn xem, người nào mới thật sự là U Minh Chi Chủ. Oanh, nói xong, quỷ thiên cửu khí thế trên người điên cuồng tăng trưởng. Bán bộ thánh tôn cảnh, hạ phẩm thánh tôn, trung phẩm thánh tôn. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, hắn tu vi trực tiếp nhảy lên tới trung phẩm pháp tôn, chỉ bất quá, hắn thân thể cũng bành trướng đến cực hạn, tựa như tùy thời có thể nổ tung một dạng. Trung phẩm pháp tôn, Tiêu Phàm cảm nhận được quỷ thiên cửu khí tức trên thân cùng lực lượng, mí mắt một trận cuồng loạn. Đây mới là quỷ thiên cửu tột cùng nhất lực lượng sao? Cỗ này lực lượng, ban đầu ở thái cổ thần giới, cũng đầy đủ quét ngang hết thảy a. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm hốc mắt lại là có chút ướt át, trong đầu hắn hồi tưởng lại lúc trước Trọc Thiên Hồng, trên mặt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Ngươi cho rằng tạm thời khôi phục tu vi, liền có thể làm gì được ta sao? U Minh Chi Chủ cười lạnh không thôi, ngươi thân thể, quá yếu, không phải yếu, mà là rác rưởi. Dứt lời, U Minh Chi Chủ phía sau, bỗng xuất hiện một mảnh tinh thần thế giới, ngôi sao đầy trời, hết sức sáng chói chói mắt, rực rỡ ngời ngời. Cùng lúc đó, U Minh Chi Chủ trực tiếp vén lên bản thân vành nón, lộ ra một tấm hơi có vẻ trắng bệch, nhưng lại anh tuấn vô cùng khuôn mặt. Vũ Văn Tiên, nhìn thấy tấm kia khuôn mặt, Tiêu Phàm trực tiếp phun ra mấy chữ. Không sai, trước mắt U Minh Chi Chủ, chính là Vũ Văn Tiên, hắn đoạt xá Vũ Văn Tiên thân thể. Không đúng, phải nói là hắn xâm chiếm Vũ Văn Tiên thi thể, bởi vì lúc trước Vũ Văn Tiên, quả thật là chết. Hơn nữa, hắn lại còn kế thừa Vũ Văn Tiên tinh thần thiên thể. Tiêu Phàm không thể không thừa nhận, U Minh Chi Chủ xác thực rất mạnh, liền này thiên phú, đã 10 điểm nghịch thiên. Tí tí, Tiêu Phàm đúng không? Vũ Văn Tiên thế nhưng là ước gì ngươi chết a, hôm nay vừa vặn để hắn chết nghỉ ngơi. U Minh Chi Chủ cười tà một tiếng, bỗng nhiên hướng về Quỷ Thiên Cửu nộ sát đi. Quỷ Thiên Cửu không sợ hãi chút nào, mặc dù bản thân giải trừ phong ấn mang tới thống khổ cực lớn, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn kiên trì. Năm đó mối thù, không đội trời chung. Oanh, hai người nhanh chóng giao thủ, hư không run rẩy kịch liệt, kinh khủng loạn lưu bắn ra bốn phía, cắt đứt Tiêu Phàm kế hoạch, những kia máu me lần thứ hai hướng về hoang ma thi thể đi. Liền khi Tiêu Phàm chuẩn bị lần nữa động thủ thời khắc, Hoàng Tuyền Thánh Tử đột nhiên lách mình xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, người vẫn là hảo hảo lo lắng cho mình a. Tiêu Phàm thấy thế, vội vàng đem quỷ hoang ném vào thể nội thế giới. Hắn một cái thánh đế cảnh đỉnh phong, là không thể thừa nhận bọn họ lực lượng dư âm. Nha, ngươi còn muốn động thủ với ta? Hoàng Tuyền Thánh Tử nghiền ngẫm cười một tiếng. Chỉ một thoáng, hắn khí tức trên thân cũng trong nháy mắt bộc phát ra, hạ phẩm pháp tôn cảnh khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ, Tiêu Phàm trong nháy mắt bị đẩy lui mấy chục trượng. Hắn bản nguyên chi lực, chỉ ít đạt đến 2 vạn năm, tăng thêm 6 thành khống chế độ, có thể phát huy uy lực chí ít cũng có 1 vạn năm. Tiêu Phàm đối Hoàng Tuyền Thánh Tử thực lực có cái phán đoán sơ khởi. Mà chính hắn, có thể phát huy bản nguyên chi lực, tối đa cũng mới 1 vạn 1 nghìn mà thôi, dòng dã chênh lệch 4 nghìn, chênh lệch này cũng không phải lớn như vậy. Bất quá, Tiêu Phàm cũng có hắn ưu thế, kia liền là, hắn bây giờ dù sao cũng là vô thượng kim thân hai rèn, tăng thêm tu la cửu biến, hắn nhục thể thực lực, hẳn là so Hoàng Tuyền Thánh Tử hiếu thắng. Dù sao, Hoàng Tuyền Thánh Tử cho dù đoạt xá ân minh tử nhục thân, đoán chừng tối đa cũng mới tu luyện ra vô thượng kim thân hai rèn mà thôi, thân thể tu luyện, cũng không phải linh hồn chi lực có thể tăng lên. Dù cho như thế, Tiêu Phàm vẫn như cũ không dám xem nhẹ Hoàng Tuyền Thánh Tử. Ầm ầm, một trận cuồng bạo khí tức từ Tiêu Phàm trên người quét sạch, hắn không chút do dự thôi động vô tận chiến huyết, nhục thân trong nháy mắt tỉ mỉ đến cực hạn. Đồng thời thôi động vô thượng kim thân đệ nhị đoán, hắn tán phát khí tức, đã không kém gì thượng phẩm nguyên tôn. Chỉ là, ở không đến vạn bất đắc dĩ cấp độ, hắn là sẽ không thi triển tu la cửu biến. Chết, nhìn thấy Tiêu Phàm biến hóa, Hoàng Tuyền Thánh Tử thần sắc cứng lại, không dám tiếp tục trì hoãn nữa, có được ân minh tử ký ức, hắn biết rõ, Tiêu Phàm thế nhưng là tà môn hung ác. Một đạo đen nhánh kiếm mang nở rộ, xé toang thương khung. Hung hăng hướng về Tiêu Phàm rơi xuống. Kiếm thệ, Tiêu Phàm không tránh không lùi,
cầm trong tay Tu La kiếm nổi giận chém mà ra, cơ hồ trong nháy mắt điều động tất cả hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng. Một kích này, hắn không để lại dư lực hút hết 7.200 nguyên bản nguyên chi lực, tăng thêm hắn 7 phần 10 khống chế độ, uy lực đạt đến 5.000 nguyên. Tăng thêm kiếm đạo bản nguyên lực lượng vốn liền rất mạnh, một kích này uy lực đã đạt đến 6.000 nguyên bản nguyên chi lực bộc phát. Chỉ một thoáng, Hoàng Tuyền Thánh Tử chỉ thấy một đạo bạch quang chợt lóe lên, nhanh đến mức cực hạn, uy lực cũng khủng bố đến cực hạn, chí ít so với hắn chém ra một kiếm này mạnh hơn rất nhiều. Hắn là có được 25.000 nguyên bản nguyên chi lực, có thể cũng không khả năng một lần chém ra 6.000 nguyên bản nguyên chi lực a. Chỉ thấy đạo kia bạch sắc thiểm quang, trực tiếp xoắn nát hắn kiếm khí màu đen, hơn nữa tốc độ không giảm mảy may, trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Nhanh, không thể tưởng tượng nổi nhanh, Hoàng Tuyền Thánh Tử còn không kịp chạy trốn, kiếm khí kia liền chém đầu của hắn, hắn ném đi đầu vẫn như cũ duy trì chấn kinh chi sắc. Bản thân, lại bị miểu sát, không chỉ hắn không tin, nơi xa chiến đấu U Minh Chi Chủ cũng không tin. Đây thật là một cái hạ phẩm nguyên tôn cảnh có thể phát huy thực lực. Nhưng sự thật chính là như thế, Hoàng Tuyền Thánh Tử, trực tiếp bị Tiêu Phàm một kiếm miểu sát. Một kiếm chi uy, đáng sợ như vậy. Đáng tiếc, Tiêu Phàm lắc đầu, hắn hút hết kiếm đạo bản nguyên một kiếm, bởi vì toàn lực bộc phát, hơi run rẩy một chút, chỉ là chém Hoàng Tuyền Thánh Tử đầu, mà không phải chân chính giết hắn. Đối với pháp tôn cảnh cường giả mà nói, chỉ cần khí số bất diệt, chém xuống đầu, căn bản không phải cái gì đại sự. Quả nhiên, Hoàng Tuyền Thánh Tử đầu rất gần cùng thân thể kết nối cùng một chỗ, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, cũng không phải thương tích quá nặng, mà là bị Tiêu Phàm một kiếm này dọa sợ. Bất quá rất nhanh, trên mặt hắn sợ hãi liền bị nhe răng cười thay thế, khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, người rất tốt, kém một chút, bản thánh tử không chết tức tàn, hiện tại, người bản nguyên chi lực toàn bộ hút hết ha. Người cứ nói đi. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi. Hoàng Tuyền Thánh Tử nội tâm trầm xuống, cẩn thận suy tính một chút, mới phát hiện không hợp lý. Tiêu Phàm có thể thi triển ra gần 6.000 nguyên bản nguyên chi lực, cái này rõ ràng không phải một cái hạ phẩm nguyên tôn thực lực a, chí ít cũng là trung phẩm nguyên tôn, thậm chí thượng phẩm nguyên tôn. Xem ra, người còn có một cái khác nguyên tuyền, chỉ bất quá, người cái kia nguyên tuyền chỉ là hạ phẩm nguyên tôn mà thôi. Đúng không? Hoàng Tuyền Thánh Tử khôi phục lại bình tĩnh, một bộ ta xem thấu ngươi bộ dáng. Hoàng Tuyền Thánh Tử nghĩ như vậy cũng rất bình thường, Tiêu Phàm vừa mới thi triển thực lực vượt qua trung phẩm nguyên tôn, nhưng hắn vẫn chỉ là hạ phẩm nguyên tôn tu vi. Không cần nghĩ cũng biết, Tiêu Phàm có một loại bản nguyên chi lực vẫn như cũ dừng lại ở hạ phẩm nguyên tôn cảnh giới. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết, Tiêu Phàm thần sắc vẫn như cũ đạm mạc, không có nửa điểm gợn sóng. Giả thần giả quỷ, Hoàng Tuyền Thánh Tử cười lạnh, lần nữa tập sát mà đến. Lần này, hắn cũng sẽ không đặc biệt giữ lại, mỗi một kích cơ hồ đều ẩn chứa 4.000 nguyên bản nguyên chi lực tả hữu uy lực, nói cách khác, hắn điều động 7 khoảng ngàn nguyên bản nguyên chi lực. Bất quá đối với hắn mà nói, loại này tiêu hao, hắn có thể nhanh chóng bù lại. Đồng thời, dạng này thực lực, đã đủ để tùy ý giết chết hạ phẩm nguyên tôn. Nhưng mà, theo mấy chiêu xuống tới, Hoàng Tuyền Thánh Tử lúc này mới cảm thấy có chút không đúng, Tiêu Phàm vậy mà không có thành thạo tiếp nhận hắn công kích. Hắn thật là hạ phẩm nguyên tôn sao? Hoàng Tuyền Thánh Tử nội tâm sinh ra hoài nghi. Nghĩ vậy, hắn lực lượng bắt đầu tăng lớn, gia tăng đến 8.000 nguyên, uy lực cũng đạt tới gần 5.000 nguyên. Nhưng Tiêu Phàm vẫn không có nửa điểm xu hướng suy tàn, dù cho tốc độ đều không chậm hắn bao nhiêu. Hoàng Tuyền Thánh Tử lộ ra một bộ gặp quỷ bộ dáng, nội tâm quát ầm lên, không có khả năng, hắn chỉ là hạ phẩm nguyên tôn mà thôi. Khẽ cắn môi, hắn bắt đầu điều động càng nhiều bản nguyên chi lực, uy lực cũng càng ngày càng mạnh, đánh giết cũng càng hung mãnh hơn lên. Lúc này, Hoàng Tuyền cổ thành giáp danh một chỗ cổ lâm, Tiêu Trần cùng Tiểu Khê hai người xa nhìn về phía chân trời, thần sắc một trận phức tạp. Tiêu Trần ca ca, tình báo có sai. Cái kia Tiêu Phàm dĩ nhiên là pháp tôn cảnh, đáng chết Tiêu Phàm, đáng chết Khương Chấn Long. Tiểu Khê vẻ mặt phẫn nộ, nắm nắm tay nhỏ vung vẩy lên. Nói đến đây, nàng lại nắm cả Tiêu Trần cánh tay, vẻ mặt ái mộ nói, vẫn là Tiêu Trần ca ca lợi hại, lấy trung phẩm thánh tôn cảnh tu vi,
vậy mà kém chút giết một cái pháp tôn cảnh. Tiêu Trần ánh mắt phức tạp, nhìn về phía chân trời Tiêu Phàm thật lâu thất thần. Lần trước, Tiêu Phàm mấy câu nói kia, nhưng hắn trong lòng có chút nghi hoặc. Hơn nữa, hắn rõ ràng cảm thấy Tiêu Phàm có lưu hắn lại thực lực, lại không có động thủ, hắn ẩn ẩn cảm thấy, Tiêu Phàm nhận biết mình. Quay đầu ta hủy bỏ nhiệm vụ này, chờ Tiêu Trần ca ca đột phá pháp tôn cảnh lại nói. Tiểu Khê lại mở miệng nói. Nói đến đây, Tiểu Khê đột nhiên lại nhìn về phía cách đó không xa Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân cũng đang nhìn xem không trung Tiêu Phàm cùng Hoàng Tuyền Thánh Tử chiến đấu, trong mắt có một tia lo lắng, ẩn ẩn có loại xông lên tư thế. Bất quá, nàng cuối cùng vẫn là nhìn xuống, ánh mắt lại bắt đầu quét mắt đám người, trong lòng lo lắng nói, đến cùng ở đâu? Nếu như không thể tìm tới, hoang ma rơi vào trong tay bọn họ, liền hơi rắc rối rồi. Thở sâu, nàng đột nhiên nhìn về phía Tiêu Trần cùng Tiểu Khê hai người, nói, nơi này không an toàn. Các ngươi lại rời xa một điểm. Không đợi hai người lấy lại tinh thần, Hắc Y Nhân liền đạp không mà lên, hướng về chân trời lao đi, ánh mắt thỉnh thoảng ở bốn phía tìm kiếm lấy cái gì. Nàng là một phụ nữ, hơn nữa còn giống như thật quan tâm chúng ta. Tiểu Khê kinh ngạc nhìn xem đi xa Hắc Y nữ tử, vẻ mặt không thể tin, hơi có chút ngốc manh vị đạo. Tiêu Trần trầm mặc chốc lát, tự lẩm bẩm, nàng là ai? Tiểu Khê suy nghĩ một chút. Nói, hẳn là cha ta phái tới bảo hộ chúng ta a. Tiêu Trần lại là lắc đầu, từ chối cho ý kiến, thầm nghĩ trong lòng, tinh lộ đóng lại, người của nhân thế gian đã tất cả đều rút về thiên hoang, ta có thể cảm nhận được, bảo hộ chúng ta người đã sớm rời đi. Chỉ là lời này hắn lại cũng không nói ra miệng, chẳng biết tại sao, hắn có thể cảm nhận được cái kia Hắc Y nữ tử đối sự quan tâm của hắn, thậm chí có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Giống một tiếng kinh thiên nộ hống cắt đứt Tiêu Trần suy nghĩ, cuồng bạo khí tức từ đằng xa cuốn tới, lại là hoang ma thi thể nổi điên. Trên người nó bộ lông màu vàng óng đang nhanh chóng chuyển hóa thành huyết sắc, Hoàng Tuyền cổ thành đến trăm vạn mà tính tu sĩ tử vong, máu tươi toàn bộ bị nó thôn vệ hấp thụ, không phát cuồng mới là lạ chứ. Nó giẫm chân một cái, liền có vô số tu sĩ hóa thân huyết phụ, hơi mạnh lớn một chút nhanh chóng chạy trốn. Có thể lại nhanh, lại làm sao có thể nhanh hơn hoang ma đây. Mau lui lại, nó muốn biến thành thi ma. Tiêu Trần hô nhỏ một tiếng, nắm cả dòng suối nhỏ vòng eo cực tốc thối lui. Tiểu Khê dọa đến hoa dung thất sắc, chỉ là bên hông truyền tới sưởi ấm, để cho nàng quên đi hoảng hốt. Trong óc nàng nghĩ đến, Tiêu Trần ca ca vẫn là quan tâm ta. Không thể không nói, nữ nhân não mạch kín có chút khác biệt. Tiêu Trần có thể không lo được nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn làm sao từ hoang ma dưới chân chạy trốn. Chiếu tiếp tục như thế, trận pháp bên trong toàn bộ sinh linh, đều sẽ bị hoang ma tàn sát không còn một mảnh. Hơn nữa, cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp đó, tai nạn lớn hơn sẽ lan tràn hướng thái cổ thần giới. Không đúng, cái kia trận pháp đang nhỏ đi, Tiêu Trần con người hơi co lại, làm một cái sát thủ, quan sát của hắn rất tỉ mỉ, người khác không có phát hiện sự tình. Lại bị hắn phát hiện. Xác thực như hắn nói tới, trận pháp đang ở thu nhỏ khu vực, đã rút nhỏ số phạm vi trăm dặm. Tiếp tục như vậy, một khi trận pháp khu vực thu nhỏ đến Hoàng Tuyền cổ thành phạm vi, bọn họ những người này coi như không thể trốn đi đâu được. Không chung, Hắc Y nữ tử quét mắt tứ phương, có thể vẫn không có tìm tới nàng muốn tìm đồ vật, bỗng nhiên, hắn trực tiếp vén lên vành nón, lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ. Cùng lúc đó, ánh mắt của nàng bỗng nhiên chuyển hướng Tiêu Phàm vị trí, sát khí lạnh lẽo nở rộ, trước cùng phu quân giải quyết cái kia ác linh lại nói. Lại nói Tiêu Phàm cùng Hoàng Tuyền Thánh Tử càng chiến càng hăng, hai người đều đánh nhau thật tình, mãnh liệt tiếng va chạm tại hư không khắp nơi vang lên. Oanh, cuối cùng, hai người vừa chạm vào tức mở, cách xa nhau hơn 10 dặm khoảng cách ngừng lại. Tiêu Phàm há mồm thở dốc, sắc mặt cực kỳ trắng bệch, điên cuồng như vậy đại chiến. Đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Còn tốt, trên người hắn đan dược không ít, nguyên lực trải qua được tiêu hao, bất quá, hắn thực lực cùng Hoàng Tuyền Thánh Tử còn là có chút chênh lệch, phổ thượng kim thân đệ nhị đoán đều bị chấn động đến tan vỡ không ít, máu tươi thẩm thấu mà ra. Đối diện, Hoàng Tuyền Thánh Tử âm trầm đáng sợ, trên người hắn chỉ có mấy đạo vết kiếm, chút thương thế này hắn ngược lại là không quan tâm. Thế nhưng là, trong mắt của hắn nhưng phải toát ra một đám lửa. Bản thân đường đường hạ phẩm pháp tôn,
vậy mà cùng một cái hạ phẩm nguyên tôn cảnh đánh thành ngang tay. Sỉ nhục, triệt triệt để sỉ nhục. Hoàng Tuyền, người sống đến thân chó đi sao, một cái hạ phẩm nguyên tôn cũng giết không được. Nơi xa truyền đến U Minh chi chủ thanh âm giễu cợt. Hoàng Tuyền thánh tử ánh mắt trở nên dữ tợn, như một đầu nổi điên dã thú, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm giãy giụa đầu, nói tốt rồi, hiện tại làm nóng người kết thúc, bắt đầu chiến đấu chân chính a. Vừa rồi một trận chiến, Tiêu Phàm chiến 10 điểm thống khoái, hắn không yên cảnh giới, triệt để ổn định lại, đối sát lục bản nguyên chi lực khống chế độ cũng có tinh tiến. Cái này khiến hắn có chút hưng phấn, muốn mạnh lên, quả nhiên còn phải chiến đấu a. Tiêu Phàm, ngươi không nên cao hứng quá sớm, thật sự cho rằng ta giết không chết ngươi. Hoàng Tuyền thánh tử hai mắt muốn phun ra lửa. Phải chết là ngươi, đột nhiên một tiếng khẽ kêu vang lên, Hoàng Tuyền thánh tử chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, bỗng nhiên hướng về nguồn thanh âm nhìn tới. Ngươi là ai? Hoàng Tuyền thánh tử nhìn về phía người tới, đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn rõ ràng không biết người tới, nhưng trên người đối phương tán phát khí tức, lại là nhường hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Thi Vũ, Tiêu Phàm trợn to hai mắt nhìn xem người tới, lập tức vui mừng nhướng mày. Lần trước hắn cùng Diệp Thi Vũ nói liên quan tới bọn họ nhi tử sự tình, Diệp Thi Vũ không chút do dự rời đi, Tiêu Phàm muốn ngăn cản cũng không kịp. Những ngày qua, Tiêu Phàm một mực phái người nghe ngóng nàng tin tức, có thể Diệp Thi Vũ lại tựa như hư không tiêu thất đồng dạng, cái này khiến hắn hết sức lo lắng. Cũng may hiện tại, Diệp Thi Vũ rốt cục lại xuất hiện, Tiêu Phàm trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cục rơi xuống. Phu quân, ta tìm tới con của chúng ta. Diệp Thi Vũ đột nhiên nhu hòa cười một tiếng, giống như tháng ba xuân phong, vô cùng nhu hòa. Ở đâu? Tiêu Phàm thân thể khẽ run một lần, chuyện này, một mực là cái gai trong lòng của hắn. Hắn nằm mộng cũng muốn tìm tới con của hắn, bây giờ nghe được Diệp Thi Vũ nói chuyện, nội tâm nhất thời khó có thể bình tĩnh. Hô, cũng đúng lúc này, Hoàng Tuyền thánh tử thừa dịp hai người không sẵn sàng, đột nhiên đối Diệp Thi Vũ xuất thủ, lăng lệ một kiếm, trong chớp mắt liền đi tới Tiêu Phàm trước người. Cẩn thận, Tiêu Phàm kinh hô, cực tốc hướng về Diệp Thi Vũ tránh đi, có thể tốc độ làm sao nhanh qua Hoàng Tuyền thánh tử đánh lén một kiếm. Mắt thấy một kiếm kia sắp tới gần Diệp Thi Vũ thời khắc, Tiêu Phàm hai mắt đều trở nên đỏ bừng, một cỗ điên cuồng sát khí từ trên người hắn bộc phát ra. Chết cho ta, Tiêu Phàm không lại cố kỵ Diệp Thi Vũ, mà là toàn lực thúc giục sát lục bản nguyên chi lực, hung hăng một kiếm chém về phía Hoàng Tuyền thánh tử. Hắn không biết Diệp Thi Vũ có thể hay không ngăn lại một kiếm này, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì một tia lý trí, nếu như Hoàng Tuyền thánh tử bất tử, Diệp Thi Vũ tuyệt đối sống không được. Hoàng Tuyền thánh tử nơi nào nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà từ bỏ cứu Diệp Thi Vũ, nguyên bản hắn còn chuẩn bị chờ Tiêu Phàm xuất thủ cứu hắn nữ nhân thời điểm, lại từ phía sau bù một kiếm. Mấu chốt nhất là, Tiêu Phàm một kiếm này tán phát khí tức, nhưng hắn ra đầu đều muốn nổ tung. Vội vàng thời khắc, hắn toàn lực thúc giục trong tay hắc kiếm chống cự. Keng một tiếng giòn vang, Hoàng Tuyền thánh tử trong tay hắc kiếm trực tiếp biến thành hai mảnh, mà Tiêu Phàm tu la kiếm tốc độ lại là không giảm mảy may. Từ lần trước thôn vệ lâu ngạo thiên cho hắn kiếm đạo bản nguyên linh tính về sau, tu la kiếm cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chí ít không kém gì thất tinh tôn giai pháp bảo. Tiêu Phàm toàn lực thôi động 12.000 nguyên bản nguyên chi lực, nếu như còn chém không đứt hắn một kiếm, vậy vừa rồi cũng không khả năng cùng Hoàng Tuyền thánh tử thế lực ngang nhau. Sao? Hoàng Tuyền thánh tử sắc mặt có chút vặn vẹo, tràn đầy vô tận hoảng hốt. Làm sao có thể mạnh như vậy? Đây là hắn nghĩ nói ra, có thể lời còn chưa nói hết, toàn bộ thân thể trực tiếp bị Tiêu Phàm chém thành hai nửa. Mà lần này, Tiêu Phàm lại không có cho hắn cơ hội khôi phục. Tu la kiếm kiếm khí tung hoành, đem Hoàng Tuyền thánh tử nhục thân quấy đến vỡ nát, cái gì đều không lưu lại. Hỗn trướng, một tiếng gào thét chói tai tiếng không rõ vang lên, lại là nhìn thấy một đạo ma khí lăn lộn bóng đen ở cần dùng ngưng tụ thành hình, dương nanh múa vuốt. Hiển nhiên, đây là Hoàng Tuyền thánh tử linh hồn, lấy Tiêu Phàm thực lực, nghĩ gạt bỏ hắn linh hồn, lại không phải đơn giản như vậy. Tiêu Phàm trong mắt hiện ra lãnh quang, trở nên có chút phát cuồng. Muốn tiếp tục chém giết Hoàng Tuyền thánh tử linh hồn. Tiêu Phàm, ta muốn ngươi chết. Hoàng Tuyền thánh tử cũng biến thành điên cuồng lên, tiểu tử này, dám hủy hắn nhục thể,
cái này khiến hắn làm sao không giận. Phu quân, hắn giao cho ta. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị động thủ thời khắc, bên tai lại truyền tới Diệp Thi Vũ thanh âm. Tiêu Phàm bỗng nhiên quay đầu, hướng phía sau nhìn tới, lại là nhìn thấy Diệp Thi Vũ một bộ bình an vô sự dáng vẻ, hắn bỗng nhiên ôm lấy Diệp Thi Vũ, run giọng nói, Thi Vũ, ngươi không có việc gì. Không có việc gì liền tốt, đời này, Tiêu Phàm sợ nhất mất đi một vật, có lẽ chính là Diệp Thi Vũ. Đồ ngốc, ta không ngươi tưởng tượng nhỏ yếu. Diệp Thi Vũ nhu tình cười một tiếng khuynh quốc khuynh thành. Nàng chậm rãi rời đi Tiêu Phàm ôm ấp, khi nàng nhìn về phía Hoàng Tuyền Thánh Tử lúc, ánh mắt lại là trở nên cực kỳ u lãnh lên, bốn phía nhiệt độ bỗng hạ xuống. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Hoàng Tuyền Thánh Tử tuyệt đối sẽ không tin tưởng, vừa mới còn nhu tình như nước nữ nhân, chớp mắt liền trở nên băng lãnh như ma. Thi Vũ, Tiêu Phàm nhìn thấy Diệp Thi Vũ chuẩn bị độc chiến Hoàng Tuyền Thánh Tử, không khỏi có chút bận tâm. Yên tâm, hắn nhảy nhót không được. Diệp Thi Vũ nở nụ cười xinh đẹp, tựa như mới vừa sát khí cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Sau một khắc, nàng đột nhiên đánh ra từng đạo thủ ấn, ở hắn quanh thân, bỗng nhiên xuất hiện vô số phù văn, cùng sợi xích màu đen, lít nha lít nhít, che khuất toàn bộ thương khung. Hoàng Tuyền Thánh Tử thấy thế, dọa đến không ngừng lùi lại, trong miệng càng là run rẩy kêu lên, Phong Thiên Nhất Tộc. Ngươi là Phong Thiên Nhất Tộc, nói ra lời này thời khắc, Hoàng Tuyền Thánh Tử trực tiếp xoay người bỏ chạy, tựa như gặp được cái gì kinh khủng sự tình. Thế nhưng là, Diệp Thi Vũ đã xuất thủ, lại làm sao có thể nhường hắn đào tẩu đây? Chỉ thấy rậm rạp chằng chịt phù văn cùng xiềng xích màu đen tạo thành một cái to lớn lao ngục, đem Hoàng Tuyền Thánh Tử vây ở trung ương, lao ngục chậm rãi thu nhỏ. Hoàng Tuyền Thánh Tử không ngừng oanh kích lấy lao ngục, lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, trực tiếp trợn tròn mắt. Đây thật là bản thân thê tử tiểu ma nữ, dễ dàng như thế liền phong ấn Hoàng Tuyền Thánh Tử linh hồn, đây cũng quá tùy tiện a. Phong Thiên Nhất Tộc cường đại, Tiêu Phàm cũng chỉ là nghe nói qua, cũng cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy mạnh như vậy. Nơi xa, U Minh Chi Chủ nhìn thấy Hoàng Tuyền Thánh Tử bị nhốt, cũng nghe đến Phong Thiên Nhất Tộc mấy chữ này, dọa đến toàn thân đều run rẩy lên. Cút ngay, hắn tức giận gào thét, cuồng bạo công kích. Có thể Quỷ Thiên Cừu lại gắt gao cuốn lấy hắn, một bộ muốn đồng quy vu tận cùng hắn giá trị. Cuồng bạo lực lượng mang tới xé rách thân thể thống khổ, Quỷ Thiên Cừu cắn răng kiên trì, hắn chỉ muốn giết chết U Minh Chi Chủ, về phần mặt khác, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Diệp Thi Vũ nhìn qua xa xa Quỷ Thiên Cừu, hơi hơi nhíu mày, nói, U Minh Chi Linh. Thi Vũ, nhanh, cứu Quỷ Thiên Cừu, Tiêu Phàm trong nháy mắt thấy được hy vọng. Sau đó chuẩn bị thẳng hướng Quỷ Thiên Cừu cùng U Minh Chi Chủ chiến trường, lại bị một tiếng cười như điên đã ngừng lại thân hình. Ha ha, Phong Thiên Nhất Tộc vậy mà không diệt tuyệt, có thể vậy thì như thế nào, hoang ma thi thể đã triệt để thành ma, ai cũng không ngăn cản được, không ngăn cản được. Hoàng Tuyền Thánh Tử liều lĩnh cười lớn, trên mặt thật đắc ý cùng trào phúng. Diệp Thi Vũ nhíu mày, quét xa xa hoang ma một cái, hoang ma trên người bộ lông cùng làn da đã gần như triệt để biến thành huyết sắc. Cỗ kia huyết tinh sát lục chi khí, tựa như muốn đem thiên địa này xuyên phá. Chết đi, tất cả đều chết đi, thái cổ thần giới, đều phải hủy diệt, không ai ngăn nổi ta thánh linh bước chân. Hoàng Tuyền Thánh Tử cười càng ngày càng tùy tiện, không bao lâu, các ngươi đều phải chết, thái cổ thần giới chắc chắn đổi một cái kỷ nguyên. Nhanh, phu quân, tìm tới hoang ma tàn linh. Diệp Thi Vũ cũng không có trước đó bình tĩnh như vậy. Hoang ma ma hóa tốc độ, so với nàng tưởng tượng muốn nhanh rất nhiều. Một khi hoang ma triệt để trở thành thi ma, tuyệt đối là thái cổ thần giới tai nạn. Thi ma tàn linh, Tiêu Phàm đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là chấn kinh. Hoang ma không phải đã chết rồi sao, hắn làm sao có thể còn sống, cho dù là linh hồn, cũng cần phải đã sớm hủy diệt mới đúng a. Đúng, chỉ có thi ma tàn linh mới có cơ hội khống chế hắn thân thể. Diệp Thi Vũ hết sức khẳng định nói, sư tôn nói qua, thi ma tàn linh sẽ xuất hiện ở nơi này, hắn tuyệt đối sẽ không nói dối. Cửu U Ma Chủ nói sao? Tiêu Phàm cau mày, cửu U Ma Chủ hẳn là sẽ không đối với việc này nói dối, tốt xấu hoang ma cũng là hắn nhi tử a. Hắn tàn linh, có cái gì đặc thù sao? Tiêu Phàm hỏi, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn lại không thấy qua hoang ma linh hồn,
căn bản không biết khí tức linh hồn của hắn, lại thế nào tìm kiếm đây? Nguyên lai lúc trước các ngươi còn cất giấu một tay, có thể vậy thì như thế nào? Cho dù là cửu u quỷ chủ, cũng không khả năng đo lường tính toán đến mấy trăm vạn năm sau sự tình. Hoàng Tuyền Thánh Tử tà ác cười nói. Câm miệng cho ta, Diệp Thi Vũ quát lạnh một tiếng, sát khí lạnh lẽo trong nháy mắt đống kết Hoàng Tuyền Thánh Tử linh hồn. Hoàng Tuyền Thánh Tử lạnh run rẩy, bất quá trên mặt vẫn như cũ mang theo cười tà, dù sao đều hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn cũng dứt khoát không đếm xỉa đến, tận lực tìm về một điểm thống khoái cảm giác. Nơi này có hắn tàn linh lưu lại khí tức, hắn hẳn là tới qua nơi này. Diệp Thi Vũ lại là hết sức khẳng định nói, ánh mắt quét mắt bốn phía, nhưng lại không phát hiện hắn bóng dáng. Tới qua, nơi này, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, nơi này hắn một mực cùng Hoàng Tuyền Thánh Tử chiến đấu a, làm sao có thể? Bỗng nhiên, Tiêu Phàm ẩn ẩn nghĩ tới điều gì? Phủ chủ, nhanh, nghĩ biện pháp để quỷ hoang xâm nhập thiếu chủ nhân thi thể. Cũng đúng lúc này, xa xa quỷ thiên cừu tựa như rốt cục chậm thở ra một hơi, hét lớn. Hắn toàn tâm toàn ý đắm chìm trong cùng U Minh chi chủ trong chiến đấu, tự nhiên không có nghe được Tiêu Phàm bọn họ lời nói. Vừa rồi hắn nhìn thoáng qua, lại là nhìn thấy hoang ma đã nhanh muốn triệt để trở thành thi ma, hắn cũng vô cùng lo lắng. Quỷ hoang, Tiêu Phàm nghe vậy, càng thêm chắc chắn trong lòng phỏng đoán. Quỷ hoang, vô dụng, chỉ có hoang ma tàn linh mới có thể khống chế hắn thân thể, những người khác vô dụng. Diệp Thi Vũ lại là lắc đầu. Tiêu Phàm, người biết ta kiêng kỵ người cái gì sao? Hoàng Tuyền Thánh Tử rất tình nguyện nhìn thấy bọn họ thần sắc lo lắng, cười to nói, bởi vì ngươi trên người có cửu u quỷ chủ khí tức, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi chính là hoang ma tàn linh, bây giờ xem ra, ngươi không phải. Hơn nữa, nữ nhân này cũng không phải. Đúng rồi, còn có cái kia quỷ u minh, có vẻ như cũng không phải. Hoàng Tuyền Thánh Tử cố ý kéo dài lấy thanh âm, đả kích Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ. Chúng ta xác thực không phải, nhưng, Tiêu Phàm lại là cười nhạt một tiếng, ngay sau đó lấy tay vung lên, ở bên cạnh hắn, trong nháy mắt xuất hiện một bóng người. Phủ chủ, quỷ hoang vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn không biết, Tiêu Phàm lúc này gọi hắn ra đây làm cái gì. Là ngươi, Diệp Thi Vũ nhìn thấy quỷ hoang thời khắc, lại là bỗng kích động không thôi, ôm Tiêu Phàm cánh tay nói, phu quân, hoang ma sư huynh tàn linh liền ở bên người ngươi. Ngươi sao không nói sớm? Trong giọng nói, có một tia u oán. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, nói ta cũng là ngươi vừa rồi nhắc nhở thời điểm, mới nghĩ đến cái này. Làm sao có thể, hắn liền là hoang ma tàn linh. Hoàng Tuyền Thánh Tử trợn to hai mắt, đầu tiên là vẻ mặt không thể tin, nhưng làm hắn hai mắt nhắm lại cảm thụ được quỷ hoang khí tức trên thân, lập tức kinh hoàng nói, sẽ không, ngươi không phải đã thần hồn câu diệt sao? Quỷ hoang vẻ mặt mộng bức, bản thân đây là cái gì, làm sao những người này đều như vậy kinh ngạc nhìn bản thân. Quỷ hoang, nói cho ngươi một sự kiện, Tiêu Phàm lại là vô cùng trịnh trọng nhìn xem quỷ hoang, nói chuyện này, vô luận ngươi lựa chọn như thế nào, ta đều ủng hộ ngươi. Phủ chủ, ngài nói, nhìn thấy Tiêu Phàm trịnh trọng như vậy chuyện lạ bộ dáng, quỷ hoang giật nảy mình. Diệp Thi Vũ vốn định mở miệng, trực tiếp để quỷ hoang đoạt xá hoang ma thi thể. Có thể nghĩ nghĩ, vẫn bỏ qua. Nàng có thể cảm nhận được, quỷ hoang đúng là hoang ma tàn linh, nhưng là, trải qua vô số tuế nguyệt, hắn đã có bản thân đặc biệt ý chí, tự nhiên không thể cưỡng ép bức bách hắn. Tiêu Phàm đem sự tình đơn giản thuật lại một lần, quỷ hoang ngây tại chỗ, thật lâu thất thần. Hắn ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng xa xa hoang ma thi thể, tự lẩm bẩm ta là hoang ma tàn linh. Quá kinh ngạc, quá rung động. Nếu như không phải Tiêu Phàm trịnh trọng như vậy chuyện lạ nói cho hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mấu chốt là, hắn căn bản không có bất cứ trí nhớ gì à. Quỷ hoang, đối với ngươi mà nói khả năng có chút không công bằng, nhưng là, hiện tại cần ngươi làm quyết định. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, ngươi không cần có bất luận cái gì nỗi lo về sau, ngươi chính là ngươi. À, đột nhiên, nơi xa một tiếng hét thảm truyền đến, lại là quỷ thiên cừu nửa người nổ tung. Cuồng bạo lực lượng tiết ra ngoài, trong chớp mắt, cả người hắn suy yếu bình ổn lại. Hạ phẩm pháp tôn, thượng phẩm nguyên tôn, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, quỷ thiên cừu tu vi liền rơi vào thánh đế cảnh tiền kỳ, mà lại còn đang không ngừng ngã xuống. Cùng lúc đó,
trên người hắn sinh cơ nhanh chóng sói mòn, khí số cũng không cầm được tiêu tán. Đại ca, quỷ hoang thấy thế, hai mắt có hơi nước bốc hơi. Không được qua đây, U Minh chi chủ vẻ mặt kiêng kỵ nhìn xem Diệp Thi Vũ, tựa như đã bắt được một gốc cây cỏ cứu mạng, vặn lấy quỷ thiên cửu cổ. Thả ta đại ca, quỷ hoang tức giận gào thét, hai mắt có chút phát cuồng. Xa xa hoang ma thi thể dường như cảm nhận được hắn phẫn nộ, vậy mà hướng về bên này đi tới, một đường qua, tất cả đều hóa thành kiếp cho. U Minh chi chủ thấy thế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hiện tại đã mất đi tốt nhất khống chế hoang ma thi thể cơ hội. Quỷ U Minh, đều tại ngươi, nếu như không phải ngươi, bản tôn đã đoạt xá hoang ma nhục thân. U Minh chi chủ tức giận gầm thét lên, trong tay lại dùng mấy phần khí lực. Đừng có nằm mộng, thiếu chủ nhân thi thể, chính hắn sẽ lấy về. Quỷ thiên cừu cười gần nói, nhị đệ, ngươi còn chờ cái gì, nhanh a. Đại ca, ngươi, ngươi cũng biết ta thân phận. Quỷ hoang kinh ngạc nhìn xem quỷ thiên cừu. Mấy trăm vạn năm trước, chủ nhân tự mình đem ngươi một sợi tàn linh giao cho ta, mấy vạn năm trước ngươi mới tỉnh lại. Quỷ thiên cừu hít sâu một cái nói, nguyên bản ta nghĩ đem chân tướng nói cho ngươi, nhưng ta. Quỷ thiên cừu có chút hổ thẹn, không có nói tiếp. Kỳ thật, ở hắn phát hiện quỷ hoang có bản thân đặc biệt ý chí lúc, hắn liền không có ý định đem việc này nói cho quỷ hoang. Không nghĩ tới về sau đã xảy ra ngoài ý muốn. Ở trước mặt ta trình diễn tình nghĩa huynh đệ sao? U Minh chi chủ nhe răng cười một tiếng, quỷ hoang đúng không? Ngươi là nghĩ bản thân chết, hay là muốn đại ca ngươi chết a? Quỷ hoang khẽ run lên, mà quỷ thiên cừu lại là cười lớn một tiếng, nhị đệ, hảo hảo sống sót. Oanh, theo hắn một tiếng quát như sấm, quỷ thiên cừu thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành cuồn cuộn huyết vụ tràn ngập tại hư không. U Minh chi chủ cũng không nghĩ đến quỷ thiên cừu vậy mà lại như thế quyết đoán tự bạo, hắn hoàn toàn ngốc trệ tại nguyên chỗ. Đại ca, quỷ hoang hai mắt trở nên càng thêm đỏ thắm, trên người ẩn ẩn tản ra một cỗ cực kỳ bá đạo khí tức. Cỗ này khí tức, càng ngày càng mạnh, tựa như phải phá thánh đế cảnh. Quỷ thiên cừu, Tiêu Phàm cũng kinh hô không thôi, hắn không nghĩ tới, quỷ thiên cừu vậy mà như thế quyết đoán, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Không cho U Minh chi chủ uy hiếp cơ hội. Phần này tình nghĩa huynh đệ, đã sớm vượt qua sinh tử. Có lẽ lúc trước quỷ thiên cừu chỉ là vì hoàn thành chủ nhân hắn cửu U quỷ chủ giao cho hắn nhiệm vụ, đối hoang ma tàn linh cũng cung kính rất nhiều. Nhưng hiện tại, quỷ thiên cừu là thật đem quỷ hoang trở thành huynh đệ. Hô, U Minh chi chủ lấy lại tinh thần, xoay người bỏ chạy. Có Diệp Thi Vũ cái này phong thiên nhất tộc người ở chỗ này. Hắn bây giờ không có con tin, giờ phút này không trốn, chờ đến khi nào. Tiêu Phàm muốn truy sát, nghĩ nghĩ lại đã ngừng lại thân hình, nơi này bị trận pháp ngăn cách, U Minh chi chủ muốn chạy trốn, cũng chưa chắc trốn được. Đương nhiên, cho dù hắn truy sát, cũng chưa chắc giết được. Ta muốn người chết quỷ hoang nhìn thấy U Minh chi chủ đào tẩu, lại là từng chữ nói ra quát ầm lên, đỏ thắm con ngươi trong nháy mắt tập trung vào đến gần hoang ma thi thể. Phóng ra bước chân kích xạ đi. Chờ chờ, Diệp Thi Vũ vội vàng gọi lại, đáng tiếc đã không kịp. Một tiếng nổ vang, quỷ hoang trực tiếp bị chấn động trở về, liền hoang ma thi thể khí thế đều chịu đựng không nổi, thổ huyết không ngừng. Ha ha, thực sự là buồn cười, cái này còn hoang ma tàn linh đây, liền chính mình nhục thân đều không đến gần được. Hoàng Tuyền Thánh Tử phình bụng cười to, các ngươi, đều phải cho ta chôn cùng. Quỷ hoang lung la lung lay đứng dậy, quay người vẻ mặt khẩn cầu nhìn xem Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì muốn quỳ xuống, phủ chủ, cầu ngươi giúp ta muốn báo thù cho đại ca. Tiêu Phàm có chút động dung, hắn biết rõ, quỷ hoang vốn là đối hoang ma thi thể tương đối kháng cự, hắn có lẽ sẽ không vì cái gọi là thương sinh, đi đoạt xá hoang ma thi thể. Nhưng bây giờ, đại ca hắn quỷ thiên cừu đã chết, hắn nghĩ muốn cho quỷ thiên cừu báo thù. Nhưng mà... Dựa vào hắn thực lực, lại tại sao có thể là U Minh chi chủ đối thủ đây? Khả năng duy nhất, chính là dung nhập hoang ma thi thể, lúc này mới có đủ thực lực cho quỷ thiên cừu báo thù. Cho nên, quỷ hoang không chút do dự, Tiêu Phàm làm sao biết làm sao trợ giúp quỷ hoang dung hợp hoang ma nhục thân, hắn chuyển hướng Diệp Thi Vũ nói, Thi Vũ, hắn phải nên làm như thế nào? Diệp Thi Vũ lại là nhìn về phía một bên bị cầm tù Hoàng Tuyền Thánh Tử. Nói, linh hồn chi lực của ngươi quá yếu, muốn đoạt xá đã gần như ma hóa thi thể, rất có độ khó,
nhưng bây giờ ta bắt được hắn, có một tia cơ hội. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Tuyền Thánh Tử nụ cười trên mặt trở nên có chút cứng ngắc, khóe mắt co quắp một trận. Làm cái gì? Diệp Thi Vũ lại là lạnh lùng cười một tiếng, nói, đương nhiên là ăn ngươi. Ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Dứt lời, Diệp Thi Vũ đánh ra từng đạo thủ quyết, trong lao ngục Hoàng Tuyền Thánh Tử, toàn thân đột nhiên bắt đầu tiêu tán, hóa thành một cỗ bàng bạc lực lượng linh hồn tràn ngập mà ra. Nuốt hắn linh hồn lực lượng, Diệp Thi Vũ hướng về phía Quỷ Hoang nói. Quỷ Hoang không chút do dự gật gật đầu, hắn hiện tại chỉ muốn cho Quỷ Thiên Cửu báo thù, mặt khác đều không quản được. Chỉ thấy hắn há miệng hút vào, Hoàng Tuyền Thánh Tử linh hồn năng lượng, điên cuồng tràn vào hắn thể nội, cùng lúc đó, Quỷ Hoang khí thế đột nhiên bắt đầu tăng vọt. À các người đám này ác ma, ác ma! Hoàng Tuyền Thánh Tử tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy, gầm thét. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến, bản thân vậy mà lại luân lạc tới bị người khác ăn cấp độ. Hắn nhưng là Hoàng Tuyền Thánh Tử a, bây giờ chúa tể Bích Lạc Hoàng Tuyền tồn tại trí cao. Tiêu Phàm mấy người nghe vậy, lại tựa như nghe được buồn cười nhất chê cười một cái ác linh, vậy mà gọi hắn người ác ma, đây không phải buồn cười thì là cái gì chứ? Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, Hoàng Tuyền Thánh Tử thanh âm đột nhiên ngừng lại, hắn nha linh hồn năng lượng đều bị Quỷ Hoang thôn phệ. Hoàng Tuyền Thánh Tử vốn là cắm rễ ở hoang ma thi thể bên trên đản sinh, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cùng với Quỷ Hoang là đồng nguyên. Hắn lực lượng, cơ hồ hoàn mỹ không một tì vết chuyển đến Quỷ Hoang trên người, Quỷ Hoang tu vi bay thẳng hạ phẩm pháp tôn. Bây giờ có thể, Quỷ Hoang nhìn qua nơi xa thoát đi U Minh chi chủ, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hung ác. Dù cho đạt đến hạ phẩm pháp tôn, hắn cũng không vội vã đi giết U Minh chi chủ, bởi vì hắn biết rõ, bản thân tối đa cũng liền cùng U Minh chi chủ đánh cái ngang tay, muốn giết hắn, rất khó. Hoang ma thi thể, vẫn là cơ hội duy nhất của hắn. Còn kém một chút xíu, Diệp Thi Vũ nhìn về phía càng ngày càng gần hoang ma thi thể, nói, chờ chút, ta sẽ áp chế hoang ma sư huynh nhục thân, người có đại khái ba hơi thời gian, dung nhập. Quỷ Hoang gật gật đầu, mấy người nhìn chằm chặp hoang ma thi thể, chờ lấy hắn tới gần. Theo hắn khoảng cách càng ngày càng gần, Tiêu Phàm mấy người thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn, đứng đều có chút đứng không vững. Chuẩn bị, Diệp Thi Vũ hô nhỏ một tiếng, bỗng nhiên hướng về hoang ma thi thể phóng đi. Đang đến gần hoang mạc thi thể quá trình bên trong, nàng mi tâm đột nhiên vỡ ra, một cỗ hoảng sợ chi uy từ hắn trong mi tâm xông ra, bàng bạc hắc khí che khuất bầu trời. Hắc khí kia, tại hư không ngưng tụ thành một bóng người, hóa thành cửu u quỷ chủ bộ dáng. Cửu u quỷ chủ, Tiêu Phàm hơi hơi nhíu lông mày, nhìn thấy hắn từ Diệp Thi Vũ mi tâm đi ra, trong lòng có chút khó chịu. Cửu u quỷ chủ cũng giống như phát hiện hắn, chỉ là lạnh lùng chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó liền rơi vào Quỷ Hoang trên người, trong nháy mắt một điểm, một vệt sáng xuất vào Quỷ Hoang thể nội. Quỷ Hoang thân thể bỗng nhiên một cái thông minh, vô số ký ức điên cuồng tràn vào trong đầu của hắn. Không, chuẩn xác mà nói, là hắn sâu trong linh hồn ký ức được mở ra một đạo phong ấn, tất cả đều trở lên rõ ràng. Cùng lúc đó, hắn khí chất cũng chậm chậm phát sinh biến hóa, trở nên hết sức cuồng bá, hung ác. Mà lúc này, cửu u quỷ chủ hư ảnh lại là xuất hiện ở hoang ma thi thể phía trên. Uy áp kinh khủng chiếu nghiêng xuống, khóa chặt hoang ma thi thể. Một sát na kia, hoang ma thi thể vậy mà không thể động đậy. Quỷ Hoang, còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Cửu u ma chủ một tiếng quát như sấm. Quỷ Hoang một cái thông minh, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng xông vào hoang ma thi thể bên trong, ngay sau đó, cửu u ma chủ hư ảnh cũng sáp nhập vào trong đó. Ầm ầm, hoang ma thi thể điên cuồng công kích tứ phương, tựa như đang không ngừng giãy giụa, bất quá mấy tức về sau, trên người hắn huyết tinh chậm rãi rút đi, thật giống như bị cái gì đè lại một dạng. Thế là xong à, Tiêu Phàm kinh ngạc. Sư tôn vì sư huynh, thế nhưng là bỏ đi một bộ đạo thân. Diệp Thi Vũ lại là lắc đầu, cửu u quỷ chủ vì hắn nhi tử, thế nhưng là hao tốn cái giá không nhỏ. Cửu u quỷ chủ lúc nào đi ra? Tiêu Phàm hỏi. Không biết, hắn nói nên ra đến thời điểm, sẽ ra tới. Diệp Thi Vũ lắc đầu, nàng đã từng cũng hỏi qua cửu u quỷ chủ, bất quá không có đạt được đáp án rõ ràng. Lão già này cũng là nhẫn tâm, trơ mắt nhìn mình nhi tử bị giết chết,
cũng thờ ơ. Tiêu Phàm thấp giọng nổi giận mắng. Diệp Thi Vũ nghe vậy, đột nhiên ánh mắt sáng lên, tựa như nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi, phu quân, ta tìm tới con trai, hắn ngay ở chỗ này. Đâu, Tiêu Phàm hổ khu run lên, ánh mắt quét mắt tứ phương, tìm kiếm lấy con của bọn họ bóng dáng. Vừa rồi hắn còn tại đằng kia, Diệp Thi Vũ chỉ xa xa một mảnh cổ lâm, nhưng mà, Tiêu Trần cùng Tiểu Khê đã không thấy bóng dáng, có chỉ là hỗn loạn tưng bừng. Nàng đôi mắt đẹp lấp lóe, trong khoảnh khắc rơi vào ma khí lăn lộn U Minh Chi Chủ bên trên. U Minh Chi Chủ chính đang điên cuồng công kích trận pháp màn sáng, muốn thoát đi, có thể trận pháp màn sáng vẻn vẹn hơi hơi chấn động một cái, liền lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Trận pháp này là ai bố trí? Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái. Liền hắn đều không thể không thừa nhận, bố trí trận pháp người này, thực lực vẫn là cực kỳ cường đại. Hẳn là Hoàng Tuyền Thánh Tử bố trí. Diệp Thi Vũ hồi đáp, ánh mắt lại là gắt gao tập trung vào U Minh Chi Chủ. U Minh Chi Chủ nhìn thấy không cách nào công phá trận pháp màn sáng, dứt khoát ngừng lại, con người đỏ lòm bỗng tập trung vào bốn phía tu sĩ, lộ ra nụ cười tà ác. Đáng chết Hoàng Tuyền, bản thân chết rồi, còn muốn ta thay ngươi chôn cùng. U Minh Chi Chủ trong lòng giận mắng, trên mặt lại là cười cười nói, bất quá, chỉ bằng các ngươi những người này, cũng muốn giết ta. Quá ngây thơ rồi, bản tôn chỉ cần nuốt những người này linh hồn, đột phá trung phẩm pháp tôn cảnh, đến lúc đó, các ngươi đều phải chết. Nghĩ vậy, U Minh Chi Chủ há miệng hút vào, chung quanh hàng vạn mà tính tu sĩ lập tức cảm giác linh hồn rời khỏi thân thể, cỗ kia hấp lực, bọn họ làm sao ngăn cũng ngăn không nổi. Tự tìm cái chết, Diệp Thi Vũ thấy thế, không chút do dự xông tới. Tiêu Phàm cũng không chần chờ, U Minh Chi Chủ đại sát tứ phương, nhìn hắn không được nhiều như vậy, dù sao, nơi này người, đại bộ phận đều là Bích Lạc Hoàng Tuyền người, trên tay lây dính vô số máu tươi, chết cũng xứng đáng. Nhưng là, hắn nhi tử thế nhưng là trong đám người a. Vạn nhất U Minh Chi Chủ giết lầm hắn nhi tử đây. Phải biết, lần trước hắn cùng với Tiêu Trần giao thủ, Tiêu Trần chỉ là trung phẩm thánh tôn cảnh mà thôi, ở đâu là hạ phẩm pháp tôn đối thủ. Bên trong hoang ma thi thể, quỷ hoang đang ở cửu U quỷ chủ đạo thân trợ giúp phía dưới, nhanh chóng áp chế hoang ma thể nội ma khí, đồng thời, quỷ hoang ký ức càng ngày càng rõ ràng. Từ từ, hắn đã có thể khống chế hoang ma thi thể. Hiện tại, ta mới có thể báo thù cho đại ca. Quỷ hoang linh hồn nhe răng trợn mắt. Dù cho khôi phục đại bộ phân ký ức, có thể cái này mấy vạn năm ký ức cũng không phải là giả, hắn vẫn như cũ đem quỷ thiên cửu xem như đại ca của mình. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Diệp Thi Vũ cùng Tiêu Phàm hai người vậy mà tại vây công U Minh Chi Chủ lúc, một cỗ ngập trời lệ khí từ trên người hắn bộc phát ra. Hắn là ta. Quỷ hoang băng lãnh băng phun ra một câu, thao túng hoang ma thi thể bước ra một bước. Động tác còn có chút không thạo, bất quá, theo hắn chạy như bay, thân thể khống chế lực càng ngày càng hoàn mỹ, dường như cỗ thân thể này chính là hắn. Bất quá lại nói trở về, thân thể này cũng xác thực là của hắn, chỉ là thiếu một cái đầu lâu mà thôi. Xa xa nhìn tới, không có đầu lâu trăm trượng thi thể, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác rung động. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ hai người điên cuồng công kích U Minh Chi Chủ, hai người hợp lực, trong lúc nhất thời đem U Minh Chi Chủ áp chế ở hạ phong. U Minh Chi Chủ thế nhưng là thấy tận mắt Hoàng Tuyền Thánh Tử kết quả, mỗi lần Diệp Thi Vũ tới gần, hắn liền cực tốc chuyển di chiến trường, thẳng hướng Tiêu Phàm. Nếu như có thể, hắn tuyệt đối không nguyện ý cùng Diệp Thi Vũ giao thủ, phong thiên nhất tộc phong ấn chi thuật, cũng không phải đùa giỡn. Không có gặp Hoàng Tuyền Thánh Tử, cũng chạy không thoát nàng phong ấn chi thuật sao. Cút ngay, U Minh Thánh Tử nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức đẩy lui Tiêu Phàm, dốc hết toàn lực hướng về một phương hướng khác bỏ chạy. Hắn hận thấu Tiêu Phàm, tiểu tử này vậy mà cắt đứt bản thân kế hoạch, nếu như có thể thôn vệ cái này hơn ngàn vạn sinh linh linh hồn, hắn linh hồn lực lượng, tất nhiên sẽ đột phá trung phẩm pháp tôn. Đến lúc đó, Hoàng Tuyền cổ thành, trừ bỏ hoang ma thi thể, hắn lại không địch thủ. Đáng tiếc, Tiêu Phàm lại là không cho hắn tàn sát những người khác cơ hội, hơn nữa chiến càng ngày càng điên cuồng. Phu quân, áp chế hắn, ta tới phòng ấn hắn. Diệp Thi Vũ đôi mắt đẹp lãnh điện lấp lóe, hận không thể lập tức diệt U Minh Chi Chủ. Hắn là ta, bỗng nhiên, một tiếng sấm nổ vang lên, thiên khung bỗng nổ tung,
bốn phía màn sáng trong nháy mắt tan thành mây khói, vậy mà chịu không được hắn một hống chi uy. Đám người nghe được hoang ma thi thể vậy mà nói chuyện, tất cả đều kinh hãi không thôi, trong miệng đủ để nhét xuống một cái trứng vịt. Thành công, Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ trên mặt vui vẻ. U Minh chi chủ lại là mí mắt cuồng loạn, bất quá ngay sau đó trở nên 10 điểm kinh hỉ. Bây giờ Hoàng Tuyền cổ thành trận pháp phá mở, thiên hạ to lớn, bản thân đi đâu không được. Hoàng ma là mạnh, nhưng là vẻn vẹn chỉ là sức mạnh thân thể a, tiểu gia nếu như toàn lực đào mệnh, hoàng ma thi thể cũng không nhất định có thể đuổi theo kịp bản thân. Hô, căn bản không có suy nghĩ nhiều, U Minh chi chủ xoay người bỏ chạy, hiện tại thừa dịp cùng hoàng ma còn cách một đoạn, bản thân tất nhiên có thể chạy thoát. Chỉ là, hắn quá xem thường hoàng ma nhục thân lực lượng. Hắn còn không có phóng ra bước chân, đột nhiên, hoang ma đạp chân xuống, bước ra một bước mấy trăm dặm, cơ hồ hô hấp không tới thời gian, liền đi tới hắn phụ cận. Cùng lúc đó, hoang ma trực tiếp một đạo bá đạo quyền cương hung hăng rơi đập mà xuống, một loạt động tác này nước chảy thành sông, khí thế như hồng. U Minh chi chủ trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn xem nện xuống đến quyền cương, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi chạy trốn. Kỳ thật, cho dù hắn nghĩ chạy trốn, cũng làm không được, bởi vì hoang ma thực lực vượt xa hắn tưởng tượng, vẻn vẹn chỉ là khí thế chân áp, liền để hắn không thở nổi. Ngay sau đó, U Minh chi chủ nhục thân không chịu nổi hoang ma quyền cương lực lượng, trực tiếp tại hư không nổ tung, cuồn cuộn linh hồn chi lực dâng trào. Bất quá vẻn vẹn một cái hô hấp không tới thời gian, U Minh chi chủ thân ảnh lần nữa xuất hiện. Lần này, Diệp Thi Vũ tốc độ càng nhanh, trực tiếp thi triển phong ấn chi thuật. Đem U Minh chi chủ khốn vào trong lồng giam. Ta muốn xé xác hắn. Không đầu hoang ma hướng về phía Diệp Thi Vũ phương hướng, sát khí không ngừng cuồn cuộn, hiển nhiên hắn rất khó chịu Diệp Thi Vũ phong ấn U Minh chi chủ. Hắn cũng không muốn U Minh chi chủ, liền dễ dàng như vậy chết. Người bây giờ linh hồn có chỗ thiếu thốn, hắn linh hồn đối với ngươi mà nói, chính là vật đại bổ, đừng bỏ qua. Diệp Thi Vũ tiện tay đem khốn trụ được U Minh chi chủ ném cho hoang ma. Hoang ma không nghĩ tới Diệp Thi Vũ dĩ nhiên là vì mình suy nghĩ, lấy tay một chảo, trực tiếp nắm cái kia lồng giam. Răng rắc một tiếng, lồng giam phá toái, liên thông U Minh chi chủ linh hồn nổ tung, sau đó hóa thành cuồn cuộn linh hồn năng lượng, bị hoang ma thôn phệ. Sau nửa ngày, hoang ma lúc này mới dừng lại, hắn khí tức trên thân mặc dù càng ngày càng nội liếm. Nhưng là rõ ràng mạnh hơn. Sư muội, cảm ơn ngươi. Trầm ngâm nửa ngày, hoàng ma thân thể truyền đến một câu, đây là phát ra từ nội tâm cảm kích, còn có ngươi, Tiêu Phàm, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tiêu Phàm lại là khoát khoát tay, ngăn đón Diệp Thi Vũ vai nói, ngươi đã là Thi Vũ sư huynh, vậy ta giúp ngươi là nên phải. Hắn cũng biết, quỷ hoang là không về được. Thiên hạ liền thiếu đi một cái đã từng quỷ hoang. Lại là nhiều hơn một tôn đáng sợ hoang ma. Hoang ma sư huynh, người kế tiếp là làm gì? Diệp Thi Vũ đổi chủ đề, có chút mong đợi hỏi. Nàng nội tâm nghĩ đến, lấy hoang ma thực lực, dù cho không có đầu lâu, nhưng nếu như lưu tại vô tận thần phủ mà nói, há lại sẽ khác thường ma dám phạm. Không thể không nói, Diệp Thi Vũ xem như một cái hiền thê lương mẫu, thời khắc đều đang vì bản thân nam nhân suy nghĩ. Ta muốn tìm về ta đầu lâu. Hoang ma lời ít mà ý nhiều nói, ngữ khí cực kỳ kiên định. Năm đó người đầu lâu bị dị ma mang đi, làm sao tìm kiếm? Tiêu Phàm có chút bận tâm. Hoang ma đều chết đi mấy trăm vạn năm, cho dù đầu của hắn còn chưa mục nát, thế nhưng sợ là rất khó tìm rồi a. Mặt khác, Tiêu Phàm nghi ngờ là, lấy hoang ma thực lực, vì sao không cách nào phục hồi như cũ nhục thân đây? Đối với thánh tôn cảnh tu sĩ mà nói, chỉ cần khí số chưa tán. Khôi phục nhục thân không phải chuyện rất bình thường sao? Rất nhanh Tiêu Phàm liền phát hiện hoang ma không giống bình thường, trên người hắn khí số, vậy mà hoàn toàn cùng nhục thân hòa làm một thể, không có chút nào tiết lộ. Điểm này, dù cho hắn Tiêu Phàm cũng làm không được. Hơn nữa, loại này tu luyện phương thức, hình như là dị ma a, hoang ma tu luyện tự nhiên là dị ma con đường tu luyện. Kinh ngạc về kinh ngạc, Tiêu Phàm lại không có quá nhiều quan tâm. Tu luyện công pháp gì cũng không phải là khẩn yếu nhất. Tâm chính, tà công cũng chính. Tâm tà, chính công cũng tà. Phụ thân nói cho ta biết, ta đầu lâu vị trí. Hoàng ma thanh âm có chút ngưng trọng. Ở đâu,
có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Tiêu Phàm đối Hoang Ma ngược lại là 10 điểm nghĩa khí, chỉ ít so sánh cửu u quỷ chủ hiếu thắng vô số lần. Đây cũng là Tiêu Phàm kính nể Hoang Ma làm người nguyên nhân, một cái dám theo dị ma liều chết huyết sát người, vô luận là ở đâu, đều đáng kính nể. Các ngươi không giúp được ta. Hoang Ma lại là cự tuyệt Tiêu Phàm hảo tâm, nói, bởi vì cái này địa phương, chính ta cũng hiểu rất ít. Ở đâu, Tiêu Phàm vẫn là không nhịn được hỏi. Hoang Ma tiếng tim đập bỗng trở nên có chút trầm trọng, nửa ngày mới nói, chư thiên vạn giới, ngũ đại hung địa một trong vạn cổ hung phần, ngươi có thể giúp ta sao? Tiêu Phàm nghe vậy, toàn thân trong nháy mắt hiện nổi da gà lên, theo sát lại là cười khổ một hồi. Vạn cổ hung phần, đây chính là cùng huyết u minh cùng táng tổ thiên mộ cùng cấp bậc hung địa A, dù cho thiên tôn cường giả cũng không dám tự tiện xông vào địa phương. Hắn Tiêu Phàm một cái hạ phẩm nguyên tôn, lại có thể hỗ trợ cái gì đây? Nếu như là táng tổ thiên mộ, hắn Tiêu Phàm có lẽ còn có thể giúp một chút, bây giờ đã qua mấy tháng, khoảng cách táng tổ thiên mộ 3 năm kỳ hạn, đã không có thời gian dài bao lâu. Ngươi rất gấp lắm sao? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, cũng không hề hoàn toàn từ bỏ trợ giúp Hoang Ma ý nghĩ. Lời này ngược lại để Hoang Ma sững sờ, bất quá hắn vẫn nói ra, Tiêu Phàm, đa tạ hảo ý của ngươi. Dứt lời, Hoang Ma phóng ra bước chân, hướng về chân trời lao đi, một bước mấy ngàn dặm, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền đã mất đi bóng dáng. Tiêu Phàm nắm chặt nắm đấm, thở sâu, tự lẩm bẩm, hy vọng ngươi có thể mau chóng tìm tới ngươi đầu lâu. Hoàng Tuyền cổ vực sự tình đã không sai biệt lắm kết thúc, Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa quét về phía chiến trường, cách đó không xa, Khương Ách đám người chính nhanh chóng chạy đến. Ở bên cạnh họ, còn có hai đạo thân ảnh quen thuộc, hai người không phải người khác, chính là Lãnh Tiếu Nhận cùng Hoa Thiên Thụ. Phủ chủ, Lãnh Tiếu Nhận nhìn qua có chút suy yếu, trên người cũng dính không ít vết máu. Tiêu Phàm gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Hoa Thiên Thụ nói, Hoa Thiên Thụ, Hoa gia người không có việc gì à? Việc này, còn phải đa tạ phủ chủ bằng hữu. Hoa Thiên Thụ đắng chát cười một tiếng, hắn nội tâm cũng đối Tiêu Phàm càng ngày càng kính sợ lên. Tiêu Phàm tay, vậy mà đã sớm đưa vào Hoàng Tuyền cổ vực. Tiếu Thiên Cơ đây, Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, khắp nơi tìm kiếm Tiếu Thiên Cơ thân ảnh. Hắn sở dĩ vẫn không có xuất thủ cứu Hoa gia người, cũng là bởi vì Tiếu Thiên Cơ trong bóng tối nhắc nhở hắn, Hoa gia người, hắn Tiêu Phàm không cần đi quản. Rơi vào đường cùng, Tiêu Phàm nghĩ đến quấy đục Hoàng Tuyền cổ thành một lần này đầm nước trước đó, liền trong bóng tối thông chi Lãnh Tiếu Nhận. Để Lãnh Tiếu Nhận phối hợp Tiếu Thiên Cơ, cứu ra Hoa gia người. Lãnh Tiếu Nhận ngược lại là không có cô phụ Tiêu Phàm kỳ vọng, thật đem Hoa Thiên Thụ dẫn tới trước mặt mình. Chỉ là, Tiếu Thiên Cơ có vẻ như một mực chưa từng xuất hiện. Phủ chủ, Tiếu Thiên Cơ để cho ta đem cái này giao cho ngươi. Lãnh Tiếu Nhận lấy ra một mai nhắn lại Ngọc Phù, đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tiếp nhận Ngọc Phù, nhìn lướt qua, không khỏi nhíu mày. Thế nào? Diệp Thi Vũ lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn đi, Tiêu Phàm lắc đầu, tiện tay bóp nát Ngọc Phù, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại là ngưng trọng hết sức. Ngọc Phù bên trong, Tiếu Thiên Cơ nói cho hắn, không bao lâu bọn họ sẽ còn gặp mặt, nhưng hắn Tiêu Phàm, chuẩn bị kỹ càng tùy thời chiến đấu. Hắn không biết Tiếu Thiên Cơ đến cùng đang làm cái gì, nhưng là, Tiếu Thiên Cơ xác thực giúp hắn rất nhiều lần, có lẽ hắn sẽ không cố ý lừa gạt mình. Thật lâu, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, hắn biết rõ, Vô Tận Thần Phủ cũng phải toàn lực chuẩn bị chiến đấu, mặc kệ đối mặt địch nhân là cái gì. Phu quân, Trần Nhi không thấy hắn. Lúc này, Diệp Thi Vũ đột nhiên hết sức lo lắng nói. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại là phát hiện trận pháp màn sáng đã biến mất, hiển nhiên hẳn là Hoang Ma phá kết quả xấu, về sau phần lớn người giống như chim muôn bay tán ra. Tiêu Trần cùng Tiểu Khê hai người cũng thừa cơ rời đi. Ta đi đem hắn mang về. Diệp Thi Vũ để lại một câu nói, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Tiêu Phàm nhìn qua Diệp Thi Vũ rời đi, vội vàng nói, Lãnh Thiếu Nhận, tùy thời chú ý Thi Vũ hành tung, có chuyện trước tiên cho ta biết, mặt khác, Hoang Ma tin tức cũng chú ý một chút. Là, phủ chủ, Lãnh Thiếu Nhận gật gật đầu. Phủ chủ, ta đây liền mang ngài đi gặp ta Hoa gia tiên tổ. Hoa Thiên Thụ hợp thời mở miệng nói.
hắn mặc dù gia nhập Vô Tận Thần Phủ, nhưng Hoa gia còn không có lấy được Tiêu Phàm đồng ý đây. Bây giờ Bích Lạc Hoàng Tuyền gần như hủy diệt, Hoa gia cũng tổn thất nặng nề, đoán chừng là không thể một mình chống đỡ lấy Bích Lạc Hoàng Tuyền. Ngoại giới dị ma xâm lấn, Hoa gia tùy thời có thể đối mặt với diệt tộc nguy hiểm, tự nhiên muốn tìm kiếm một cái bảo hộ, Vô Tận Thần Phủ là thành hắn hàng đầu lựa chọn. Tốt, Tiêu Phàm gật gật đầu. Ở Hoa Thiên Thụ hướng dẫn dưới, Tiêu Phàm đi tới một vùng phế tích bên trong, mấy chục gần trăm cái Hoa gia người chính vẻ mặt chật vật tụ tập ở một tòa đổ nát cung điện bên trong. Những ngày qua, bọn họ bị Hoàng Tuyền Thánh Tử hành hạ không nhẹ. Phủ chủ, vị này là ta Hoa gia đại tổ, Hoa Vạn Giới. Hoa Thiên Thụ mang theo Tiêu Phàm dừng lại ở một cái thần thái già nua, dáng người còng xuống trước mặt lão nhân. Người tới cơ hồ gầy trơ cả xương, chỉ còn lại có da bọc xương, con người đục không chịu nổi, trên mặt cũng có được vô số là lão nhân ban. Nghe được cái này danh tự, Tiêu Phàm toàn thân hơi rung. Hoa Vạn Giới, không phải liền là lúc trước thoát ly U Minh địa ngục, sáng lập Bích Lạc Hoàng Tuyền cái này thế lực lớn nhất nhân vật sao? Đó đã là mấy chục năm trước sự tình, hắn lại còn sống sót. Không đúng, hắn thấy thế nào cũng không giống một người sống. Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ, đã nhận ra Hoa Vạn Giới có chút không đúng. Đệ tử gia tộc, đệ tử Vô Nhai, bái kiến Hoa gia đại tổ. Cũng đúng lúc này, đại điện bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng quát to. Đệ tử Vô Nhai, hắn còn sống. Hoa Thiên Thụ nghe được câu nói kia, trực tiếp kinh hô mà ra, tựa như tin tức này nhường hắn 10 điểm kinh ngạc. Đại điện bên trong kinh ngạc không chỉ là hắn, còn có Hoa gia những người khác. Cái tên này, rất nổi danh sao? Tiêu Phàm nghi ngờ hỏi, nhưng hắn nhưng trong lòng có loại dự cảm bất an. Đệ tử gia tộc lúc này xuất hiện, mục đích quá rõ ràng. Đệ tử gia tộc 30 vạn năm trước đệ tử gia tộc gia chủ, tuổi gần 200 tuổi không đến liền đột phá đến hạ phẩm thánh tôn, một thân tu vi công tham tạo hóa, bây giờ đi qua 30 vạn năm. Hoa Thiên Thụ không có tiếp tục nói đi xuống. Tiêu Phàm cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ngay lúc đó Thái Cổ Thần Giới, nguyên khí còn chưa bị hoàn toàn dành thời gian, Thái Cổ Thần Giới tu sĩ là có thể đột phá thánh tôn cảnh. Về phần ngưng tụ nguyên tuyền phương pháp như thế nào, Tiêu Phàm cũng có suy đoán, hơn phân nửa là Thiên Hoang Đế Chiến gia tộc cho. Đệ tử Vô Nhai hiện tại xuất hiện, không hề nghi ngờ, là muốn lôi kéo Hoa gia. Phủ chủ, người yên tâm, chúng ta Hoa gia đều đồng ý gia nhập Vô Tận Thần Phủ, nhị tổ cũng đồng ý. Hoa Thiên Thụ nhìn thấy Tiêu Phàm cau mày, liền vội vàng giải thích nói. Sau đó lại hướng Tiêu Phàm giới thiệu bên cạnh một cái lão giả, người này Tiêu Phàm có chút hình ảnh, ban đầu ở Cửu U địa ngục đại biểu Bích Lạc Hoàng Tuyền xuất hiện qua. Hoa Khai Vân cũng đối với Tiêu Phàm khẽ gật đầu, xem như công nhận Hoa Thiên Thụ lời nói. Hoa Vạn Giới tiền bối, đệ tử gia tộc thành mời Hoa gia gia nhập nhân tộc liên minh. Gần như đồng thời. Một cỗ cường đại khí tức từ cửa ra vào mãnh liệt mà đến. Đám người quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy không ít đạo thân ảnh quyết đoán đi tới. Cầm đầu là một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả, hắn thân cao 8 thước, lưng như tùng, hai mắt thâm thúy thanh minh, hoàn toàn không giống một cái sống hơn mấy triệu năm người. Ở sau lưng hắn, trùng trùng điệp điệp đi theo một đám đệ tử gia tộc người, để đám người kinh ngạc là, đám người này vậy mà đều là thánh tôn cảnh. Lúc nào đế tử gia tộc cũng mạnh như vậy, đế tử gia tộc, lúc trước chẳng qua là danh xưng đại đế cường giả nhiều nhất gia tộc, thật không nghĩ đến, bây giờ đế tử gia tộc, thánh tôn cảnh cường giả cũng có nhiều như vậy. Tiêu Phàm thần sắc hờ hững, bất quá hắn cảm giác có tận mấy đôi ác độc con mắt nhìn mình chằm chằm, quay đầu nhìn tới, lại là thấy được hai cái người quen. Đế tử Yên cùng đế tử Trùng, đế tử Yên, lúc trước chính là nàng đem tiểu kim hành hạ chết đi sống lại. Tiêu Phàm cũng nhiều lần tìm nàng phiền phức, nhưng một mực không tìm được cơ hội giết chết nàng. Về phần đệ tử Trùng, người này ở phi tiên thánh cảnh vạn tộc đổ vực trận chiến thời điểm gặp một lần, người này là đệ tử gia tộc ngũ tổ, lúc trước chẳng qua là bán bộ thánh tôn cảnh tu vi. Nhưng là bây giờ, cũng đột phá đến thượng phẩm thánh tôn cảnh. Hai người kia, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt đều hết sức không thân mật, thậm chí có chút ngoan độc. Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì chấn động, đệ tử gia tộc không đến, hắn còn chuẩn bị đi đệ tử gia tộc một chuyến đây. Hiện tại đến, càng tốt hơn, có chuyện gì tại chỗ giải quyết liền tốt.
Hoa tiền bối, cầm đầu đệ tử Vô Nhai không nhìn thẳng Tiêu Phàm tồn tại, ánh mắt rơi vào già nua hoa vạn giới trên người, vẻ mặt hòa khí nói, không biết ngài suy tính thế nào. Không nên uổng phí tâm tư, ta Hoa gia đã lựa chọn gia nhập Vô Tận Thần Phủ. Hoa Thiên Thụ lạnh rên một tiếng, hắn đối đệ tử gia tộc tựa như cũng nguội hảo cảm gì. Đệ tử Vô Nhai đạm mạc cười một tiếng, nhìn chăm chú Hoa Thiên Thụ nói, vị này chính là Hoa gia thiếu chủ Hoa Thiên Thụ a. Lão hủ cũng có nghe qua, làm sao, ngươi còn không phải Hoa gia chi chủ, liền nghĩ chúa tể Hoa gia tương lai. Ngươi, Hoa Thiên Thụ sầm mặt lại. Tiêu Phàm bọn họ cũng có chút ngoài ý muốn, cái này đệ tử Vô Nhai rất cao ngạo, cũng rất cường thế a. Chỉ là, hắn dạng này thật được không? Hoa Thiên Thụ dù sao cũng là Hoa gia thiếu chủ, bất kể như thế nào, Hoa gia về sau đều sẽ rơi vào trong tay hắn. Đệ tử Vô Nhai nghĩ đến lôi kéo Hoa gia, không những không lấy lòng Hoa Thiên Thụ, còn trực tiếp hận hắn. Cái này căn bản không phải một người bình thường nên có ý nghĩ a, trừ phi, hắn đối Hoa gia tình thế bắt buộc, thậm chí đến Hoa gia đều không người phản kháng cấp độ. Hoa Thiên Thụ chính là ta Hoa gia thiếu chủ, tùy ý chính là ta Hoa gia chi chủ, hắn quả thật có thể chúa tể Hoa gia. Hoa Khai Vân không lạnh không nóng nói. Hắn cũng là Hoa gia lão gia chủ, mặc dù bây giờ thoái vị, nhưng lời của hắn vẫn còn có chút phân lượng. Có đúng không, chẳng lẽ Hoa gia tương lai không nên từ Hoa vạn giới tiền bối quyết định sao? Đệ tử Vô Nhai không thèm để ý chút nào, ngược lại hí ngược cười một tiếng. Lão tổ cũng là quyết định này. Hoa Khai Vân híp híp hai mắt. Vậy cũng chưa hẳn, đệ tử Vô Nhai cười nhạt một tiếng, chuyển hướng ánh mắt đục ngầu, thậm chí có chút đờ đẫn Hoa vạn giới, nói, Hoa tiền bối, ngài là nghĩ Hoa gia gia nhập ta đệ tử gia tộc, hay là gia nhập Vô Tận Thần Phủ đây? Diệp Khuynh Thành đám người nghe vậy, đáy mắt chỗ sâu hiện lên như ẩn như hiện lãnh mang. Đệ tử Vô Nhai vừa mới còn nói để Hoa gia gia nhập nhân tộc liên minh, nhưng bây giờ chớp mắt biến thành đệ tử gia tộc, rốt cục bộc lộ ra bản thân vốn là mục đích sao? Hoa Thiên Thụ cùng Hoa Khai Vân đám người lại là cười lạnh không thôi, quyết định này, bọn họ thế nhưng là cùng nhau thương lượng, cũng trải qua Hoa vạn giới đồng ý, Hoa vạn giới lại làm sao có thể thay đổi chủ ý đây? Nhưng mà, tiếp xuống Hoa vạn giới lời nói, lại là để nụ cười của bọn hắn đột nhiên ngừng lại. Từ hôm nay, Hoa gia gia nhập đệ tử gia tộc. Hoa vạn giới xuất ngôn rõ ràng, tựa như bịt chân một cỗ sức lực một dạng. Ha ha, không bờ hoan nghênh Hoa tiền bối, hoan nghênh Hoa gia. Đệ tử Vô Nhai lập tức cười như điên không thôi, ở trên cao nhìn xuống quan sát Hoa gia chúng nhân nói, yên tâm, đây tuyệt đối là Hoa gia từ trước tới nay chính xác nhất quyết định. Không có khả năng, Hoa Thiên Thụ cái thứ nhất đứng ra bác bỏ. Nhìn chăm chú Hoa vạn giới nói, đại tổ, ngài trước không phải nói, gia nhập Vô Tận Thần Phủ sao? Đáng tiếc, Hoa vạn giới lại là trầm mặc không nói, cả người lộ ra càng ngày càng ngốc trệ. Xem như con cháu, không nên tuân thủ tổ huấn sao? Đệ tử Vô Nhai hí ngược cười nói, ngươi chẳng lẽ muốn vi phạm tổ tông mình quyết định? Hoa Thiên Thụ trầm mặc không nói, trên mặt lại là phẫn hận hết sức. Hắn vẻ mặt xấu hổ nhìn xem Tiêu Phàm. Mình đã đáp ứng Tiêu Phàm, nhưng hắn đại tổ Hoa vạn giới đột nhiên đổi ý, cái này khiến hắn làm sao ở trước mặt Tiêu Phàm làm người. Phủ chủ, ta, Hoa Thiên Thụ nghẹn nửa ngày, cũng nghẹn không ra một câu. Diễn đủ không, Tiêu Phàm lại tựa như không có nghe được Hoa Thiên Thụ lời nói, ngược lại nhìn về phía đệ tử Vô Nhai đám người nói, trên mặt đều là hờ hững. Tiểu bối, ngươi nói cái gì? Đệ tử Vô Nhai cảm nhận được Tiêu Phàm ánh mắt lạnh như băng. Lập tức quay đầu trông lại, tựa như căn bản không biết Tiêu Phàm một dạng. Đất vàng đều che lại cái cổ, người cái này ra sức biểu diễn cho ai nhìn. Tiêu Phàm thần sắc vẫn như cũ rất lạnh lùng. Tiêu Phàm ngươi tự tìm cái chết, dám theo nhị tổ nói như thế. Đệ tử Vô Nhai còn chưa mở miệng, đệ tử Yên bỗng lạnh rên một tiếng, khí thế mạnh mẽ bộc phát ra, dò ra một cái tay bay thẳng Tiêu Phàm mà đến, ánh mắt bên trong đều là hờ hững. Lan, nhưng mà đối mặt nàng cường đại một đòn, Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, hắn vẫn như cũ hai tay vác sau lưng, không động mảy may. Đệ tử Yên nhìn thấy Tiêu Phàm không nhúc nhích, nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Những năm này, ở gia tộc lão tổ trợ giúp phía dưới, nàng tu vi cơ hồ là tăng vụt lên, ngắn ngủi mấy chục năm liền đã đột phá đến trung phẩm thánh tôn cảnh. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Phàm cho dù là mạnh,
có thể đột phá hạ phẩm thánh tôn cảnh đã không tệ. Bản thân trung phẩm thánh tôn cảnh, chẳng lẽ còn không làm gì được một cái hạ phẩm thánh tôn sao? Thẳng đến Tiêu Phàm cái kia tiếng quát lạnh vang lên, đệ tử Yên nụ cười trên mặt đột nhiên ngừng lại, thay vào đó là khủng hoảng. Lan, theo Tiêu Phàm một tiếng quát lớn truyền ra, kinh khủng sóng âm ngưng tụ thành nổ tính lực sát thương tập trung vào đệ tử Yên. Đệ tử Yên bàn tay lập tức tiến thêm không được, đồng thời có một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố tác dụng ở bàn tay nàng bên trên, nàng bàn tay trực tiếp răng rắc một tiếng sụp đổ. Nhưng mà, cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, cỗ kia nổ tính uy lực trùng kích ở nàng lồng ngực, nàng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ tất cả đều nổ tung, trong miệng máu tươi cuồng phún. Thân thể càng là không bị khống chế bay ngược mà ra, cả tòa đại đờ. Hoa ra người tập thể an tĩnh lại, lẳng lặng vểnh tai nghe. Tiêu Phàm cho đám người một ánh mắt, hướng về nơi xa bay đi, hoa ra mặc dù quỷ sát vô tận thần phủ, nhưng hoa ra nội bộ sự tình, Tiêu Phàm không muốn tham dự. Phiền phức Tiêu phủ chủ lưu lại, hoa vạn giới vội vàng kêu lên. Tiêu Phàm có chút do dự, hoa vạn giới lại nói, lão hủ muốn tuyên bố sự tình, còn hy vọng Tiêu phủ chủ làm chứng, ai làm trái, thỉnh cầu Tiêu phủ chủ thay lão hủ trừng phạt bọn họ. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, cuối cùng cũng chỉ đành đứng tại chỗ. Chuyện thứ nhất, hoa vạn giới đục ngầu ánh mắt đảo qua toàn trường, nói, từ hôm nay, hoa gia quy thuận vô tận thần phủ, bích lạc hoàng tuyển xóa tên, bất luận kẻ nào không được phản bội vô tận thần phủ. Là, lão tổ, hoa gia đám người hai mắt đỏ bừng, nhìn xem hoa vạn giới không ngừng giàn nua, bọn họ không thể thừa nhận kết quả này. Hoa vạn giới vẫn luôn là bọn họ trụ cột vững vàng, nếu như qua đời, hoa gia tất nhiên sẽ xuống dốc. Chuyện thứ hai. Hoa vạn giới có thể không để ý tới mọi người khổ sở, thời gian cấp cho hắn đã không nhiều lắm, tiếp tục nói, từ hôm nay, hoa thiên thụ đảm nhiệm chủ nhà họ hoa vị trí. Là, lão tổ, đám người phàn nàn gật gật đầu, điểm này, bọn họ đều không có phản bác, hoa thiên thụ tài năng bọn họ đều thấy rõ. Những năm này, hoa thiên thụ thế nhưng là đem hoa ra quản lý ngay ngắn rõ ràng, không người không phục. Một chuyện cuối cùng, hoa vạn giới thở sâu. Nói, đệ tử gia tộc sớm tại vạn năm trước liền nhúng tay bích lạc hoàng tuyền sự tình, lão hủ một mực ngơ ngơ ngác ngác, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn thẩm thấu hoàng tuyền cổ vực. Đệ tử gia tộc cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua Tiêu phủ chủ, ta hy vọng các ngươi, bất kể như thế nào đều muốn bảo hộ Tiêu phủ chủ yên ổn rời đi. Hoa tiền bối, Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến hoa vạn giới đã vậy còn quá quan tâm an nguy của hắn, dù cho làm cho cả hoa gia chịu chết mà cũng sẽ không tiếc. Các ngươi có nghe hay không? Hoa vạn giới trầm giọng nói. Là, lão tổ, đám người cung kính quỳ lạy, có ít người đã bắt đầu khóc ồ lên. Hoa vạn giới thanh âm rõ ràng càng ngày càng suy yếu, tùy thời đều có thể triệt để chết đi. Các ngươi trước tiên lui đi, ta theo Tiêu phủ chủ có mấy câu nói. Hoa vạn giới lại nói. Không cần, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, hoa vạn giới vẫn còn có liền muốn đơn độc nói với chính mình, nói xong. Hắn lấy tay vung lên, một đạo kết giới lập tức đem hai người bảo hộ ở trung ương, ngăn cách nội ngoại. Tất cả mọi người kinh ngạc Tiêu Phàm thủ đoạn, sau đó phòng bị nhìn xem tứ phương, thay Tiêu Phàm cùng hoa vạn giới hộ pháp. Hoa tiền bối, ngài có lời gì đối vãn bối nói? Tiêu Phàm ở hoa vạn giới trước mặt, vẫn là duy trì một cái vãn bối vốn có tôn trọng. Sau một khắc, hoa vạn giới vẻ mặt run rẩy nhìn xem Tiêu Phàm. Ánh mắt vậy mà hiện ra giọt nước mắt, buồn bã nói, Tiêu phủ chủ, cả gan hỏi một chút, thần vô tận là gì của ngươi? Thần vô tận, Tiêu Phàm thân thể chấn động mạnh một cái, tựa như gặp quỷ sống đồng dạng, trợn to hai mắt nhìn xem hoa vạn giới. Hắn rất kinh ngạc, thật rất kinh ngạc, hoa vạn giới vậy mà nhận biết mình sư tôn thần vô tận. Không nên a, hai người bọn họ căn bản không phải người cùng một thời đại. Thần vô tận mấy vạn năm trước xuất hiện ở chiến hồn đại lục, đổi thành thái cổ thần giới thời gian, cũng mới thời gian mấy chục năm mà thôi. Cho dù thần vô tận ở hư vô loạn lưu bên trong vượt qua không ít thời gian, có thể tính toán đâu ra đấy, hiện tại cũng mới qua mấy 100 năm thời gian. Mà hoa vạn giới, sớm tại vạn năm trước liền ngơ ngơ ngác ngác, coi như hai người nhìn thấy, hắn cũng không nên nhớ kỹ mới đúng. Không đúng. Lúc trước ta theo Tử Vũ Thần Vương nói sư tôn vạn năm trước bị giết, hắn cũng không có phản bác, nói cách khác, sư tôn khả năng thật vạn năm trước liền chết.
Tiêu Phàm cau mày. Bất quá, hắn rất nhanh lại nghĩ tới tà thần năng lực. Vượt qua thời không, vốn có vượt qua thời không năng lực người trước mặt, những thời giờ này khoảng cách, đều không phải là vấn đề gì. Hơn nữa, Tử Vũ Thần Vương cùng hắn sư tôn thần vô tận cũng là huynh đệ, Tử Vũ Thần Vương thế nhưng là sớm tại mấy vạn năm trước liền bị giết, về thời gian càng thêm thắc loạn. Còn có một loại khả năng, lúc trước sư tôn đem chiến hồn đại lục một phân thành hai, thiên địa lao ngục cùng chiến hồn đại lục thời gian khả năng không giống nhau. Tiêu Phàm lại nghĩ tới một loại khả năng khác. Hắn là sư tôn ta. Trầm tư hồi lâu, Tiêu Phàm vẫn là như thật nói ra, hắn không cần thiết lừa gạt một cái người sắp chết. Quả nhiên, hoa vạn giới nghe được lời nói của Tiêu Phàm, bỗng bắt đầu run rẩy kịch liệt lên, kích động vạn phần, tựa như khơi gợi lên hắn trí nhớ xa xôi. Đáng tiếc, sư tôn sớm tại mấy vạn năm trước liền chết. Tiêu Phàm nắm thật chặt nắm đấm, thật sâu thở dài. Sẽ không, hắn sẽ không chết. Hoa vạn giới lại là không ngừng lắc đầu, thái cổ thần giới người đều chết hết, hắn cũng sẽ không chết. Làm sao sẽ, Tiêu Phàm hết sức kinh ngạc, hắn không biết hoa vạn giới vì sao chắc chắn như thế. Ta chết đi, hắn đều sẽ không chết. Hoa vạn giới lại là tự giễu cười một tiếng, nói, 30 vạn năm trước, hắn liền đã đạt đến pháp tôn cảnh, người nói hắn sẽ chết sao? Cái gì, Tiêu Phàm lần này thật kinh ngạc. Bản thân sư tôn không phải sống tối đa mấy vạn năm sao, làm sao 30 vạn năm trước liền tồn tại? Tiền bối, sư tôn ta có vẻ như chỉ là thông thường thần vương cảnh a. Tiêu Phàm có chút không tự tin nói. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại có chút không đúng, thần vương cảnh thần vô tận, lại làm sao có thể lấy được thí thần tán thành đây, dù cho khi đó thí thần xác thực rất yếu. Thí thần dù sao cũng là thí thần tổ thú a. Thần thú bảng xếp hạng phía trước nhất tồn tại một trong. Nhưng mà, thần vô tận xưng hô thí thần, thế nhưng là một ngụm một tiếng tiểu thí a. Đây là sự thật, năm đó, ta nhớ được hắn cùng một cái tên là Tử Vũ người, đều đạt đến hạ phẩm pháp tôn cảnh giới. Hoa vạn giới nhớ lại nói. Không có khả năng, Tử Vũ thần vương, không phải mới thần vương cảnh sao? Tiêu Phàm trực tiếp phủ định nói. Đó là bởi vì, người gặp, có thể là bọn họ một đạo hóa thân một trong. Hoa vạn giới lại là ý vị thâm trường nói, ánh mắt có chút mê ly. Cái gì hóa thân, Tiêu Phàm không hiểu, nhưng hắn nội tâm cực kỳ khát vọng tìm kiếm một đáp án. Hắn còn nhớ đến, thần vô tận nói, bản thân muốn tìm cửu nhân của hắn báo thù đây. Bây giờ nghĩ lại, Tiêu Phàm cảm thấy, thần vô tận một mực ở biên cố sự lừa gạt mình, chỉ có cỗ này báo thù hẳn là thật. Bọn họ lại đi một đầu chưa từng có ai con đường tu luyện. Hoa vạn giới thở sâu, giải thích nói, bọn họ bản thân phân giải, hóa thân vô số bản thân, đầu nhập ức vạn thế giới bên trong tu luyện. Kể từ đó, bọn họ hóa thân tu vi sẽ rất thấp, đây cũng là người gặp gỡ hắn chỉ là thần vương cảnh nguyên nhân, bất quá, một khi bọn họ trở về, tất cả hóa thân dung hợp, tất nhiên vượt qua lúc trước, đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết. Tiêu Phàm nhịn không được thở sâu. Hoa vạn giới mà nói, nhưng hắn sáng tỏ thông suốt. Chỉ là, nếu như mình gặp gỡ sư tôn một bộ hóa thân, đều đạt đến thần vương cảnh giới, vậy hắn ước vạn hóa thân dung hợp về sau, lại sẽ là cảnh giới gì? Thiên tôn, hay là thánh tổ, Tiêu Phàm không dám nghĩ tiếp, bất quá, hắn ẩn ẩn cảm thấy, một cái mới tinh đại môn, chính hướng về hắn mở ra. Tiêu Phàm thật lâu mới bình tĩnh trở lại, trong mắt tinh quang lập lòe, nói như vậy. Ta còn có thể gặp được sư tôn bọn họ. Thần vô tận không chết, trước kia Tiêu Phàm chỉ là một loại phỏng đoán, mà bây giờ, hắn cơ hồ hoàn toàn khẳng định. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Tử Vũ thần vương lúc trước rời đi, nhưng vẫn không có tung tích, bọn họ lại là đi phương nào đây? Mặt khác, Tử Vũ thần vương tựa như là bị nhân thế gian giết chết a, nếu như chỉ là một bộ hóa thân còn tốt, nếu như là bản tôn, đạt tới bọn họ như vậy cấp độ người. Sẽ còn bị ám sát, cái kia nhân thế gian liền có chút kinh khủng. Dị ma xâm lấn, thái cổ thần giới hóa thành nhân gian luyện ngục, cùng thượng cổ đại kiếp đến trước đó, giống như đúc, bọn họ tất nhiên sẽ xuất hiện. Hoa vạn giới thở sâu, khẳng định nói. Sau một khắc, hắn đột nhiên thở dài một tiếng, đáng tiếc, lão hủ năm đó không có như vậy dũng khí, không dám đi con đường này a. Nói xong câu đó, hoa vạn giới khí tức càng ngày càng suy yếu. Cơ hồ chỉ còn lại có một tia hô hấp.
Tiêu Phàm một trận trầm mặc, tu luyện dựa vào không chỉ là bền lòng, còn có dũng khí. Hoa vạn giới không dám đi con đường kia, tự nhiên cũng đã chú định hắn kết cục, sống đến bây giờ, khí số gần. Nhưng mà lúc này, hoa vạn giới lại là run rẩy từ trong ngực lấy ra một mai cổ điển huyết sắc kiếm lệnh phía trên khắc lấy một cái khô lâu đồ án, còn có một số thần bí đường vân. Xa xa nhìn tới, lại giống như một mảnh tinh vân, bên trong có một tòa mây mộ chìm nổi. Đây là cái gì? Tiêu Phàm nghi ngờ hỏi. Hoa vạn giới đơn độc cùng hắn nói chuyện, 89 phần 10 chính là vì vật này, dù cho lấy Tiêu Phàm cảnh giới, vậy mà cũng nhìn không thấu bên trên đường vân. Đây là táng tổ thiên mộ thông hành lệnh. Hoa vạn giới đình chỉ một miếng cuối cùng khí, nói, năm đó, hai người bọn họ nắm lấy một mai thông hành lệnh từng tiến vào táng tổ thiên mộ, chiếm được cái kia nghịch thiên phương pháp, mà ta, từ đầu đến cuối không có dũng khí tiến vào, có lẽ, có thể đến giúp ngươi. Tiêu Phàm nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Táng tổ thiên mộ thông hành lệnh, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, táng tổ thiên mộ còn có thông hành lệnh có thể tiến vào. Nếu như cần thông hành lệnh mà nói, cái kia cần gì phải cùng dị ma đại chiến một trận đây? Tiêu Phàm còn chuẩn bị hỏi thăm một chút liên quan tới táng tổ thiên mộ cùng thông hành lệnh sự tình, lại là nhìn thấy, hoa vạn giới đã nhắm hai mắt lại, sinh cơ triệt để tiêu tán. Tạ, Tiêu Phàm xá một cái thật sâu nói. Chỉ là, hắn đã được đến tiến vào táng tổ thiên mộ tư cách, không cần thiết sử dụng thông hành lệnh đi mạo hiểm. Bất quá lại nói trở về. Bây giờ tinh lộ phong bế, nếu như hai năm về sau tinh lộ còn không mở ra, bốn người bọn họ sẽ phải bỏ lỡ táng tổ thiên mộ. Đến lúc đó, có lẽ còn có thể dùng đến một mai này tư cách lệnh. Hy vọng đừng dùng đến. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chung quanh kết giới trong nháy mắt tiêu tán. Lão tổ, hoa gia người nhìn thấy đã về cõi tiên hoa vạn giới, tất cả đều khóc lóc đau khổ không thôi. Cho tới nay, hoa vạn giới đều là hoa gia định hải thần châm, để hoa gia trường thịnh không suy. Bây giờ căn này định hải thần châm ngã xuống, hoa gia tương lai đáng lo. Tiêu Phàm không có quấy rầy, không xem qua quang lại là nhìn về phía nơi xa, nơi đó, ẩn ẩn có cặp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Cũng không lâu lắm, một cỗ cường đại khí tức gào thét mà ra, xuất hiện ở hoa gia đám người đỉnh đầu. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Hắn không nghĩ tới đế tử gia tộc người vậy mà đi mà quay lại, hoặc có lẽ là, bọn họ chỉ là kiêng kỵ hoa vạn giới mà tạm thời lui tránh mà thôi. Bây giờ hoa vạn giới chết đi, đế tử vô nhai cũng không còn điều gì cố kỵ, cuồng bạo khí tức nghiền ép mà xuống, vô số loạn thạch bay tứ tung. Đế tử vô nhai, người muốn làm cái gì? Hoa thiên thụ sắc mặt trầm xuống, không chút do dự đứng dậy, hắn hiện tại thế nhưng là chủ nhà họ hoa. Nhất định phải vì hoa gia che gió che mưa. Làm cái gì? Đế tử vô nhai nghiền ngẫm cười một tiếng, vuốt vuốt hoa dâm dâu ria, nói, lão hủ có thể lại cho hoa gia một cái cơ hội, thần phục ta đế tử gia tộc, bằng không? Bằng không cái gì? Hoa thiên thụ híp híp hai mắt. Đế tử vô nhai buồn cười nhìn xem hoa thiên thụ, nửa ngày mới phun ra một chữ chết. Lời này vừa nói ra, hoa gia mọi người sắc mặt cuồng biến. Ánh mắt bên trong đều là kiêng dè. Hoa gia đã trải qua dưỡng thi đại hội sự tình, bị hoàng tuyền thánh tử giết không ít, nhất là hoa vạn giới chết đi, bọn họ hiện tại những người này cũng không phải đế tử gia tộc đối thủ. Nếu là lúc trước mà nói, đế tử gia tộc còn không dám tùy tiện xâm nhập hoàng tuyền cổ vực. Đế tử gia tộc đã rời đi, vì sao lại phải về đi tìm cái chết đây? Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Lại là một cái hắc y thanh niên từ bên cạnh phế tích đi ra, hai tay vác sau lưng, lãnh đạm nhìn xem đế tử gia tộc đám người. Tiêu Phàm, đế tử vô nhai nhìn Tiêu Phàm một cái, ánh mắt bên trong đều là khinh thường, ngươi đều bản thân khó bảo toàn, ngươi còn cảm thấy ngươi có thể bảo vệ được hoa gia. Hắn ý tứ là, đế tử gia tộc chẳng những muốn dẫn đi hoa gia, còn muốn diệt Tiêu Phàm bọn họ một chuyến. Không thử xem làm sao biết đây. Tiêu Phàm hai tay vác sau lưng, thần sắc lạnh nhạt. Mà Khương Ách, Diệp Khuynh Thành đám người lại là làm xong ra tay toàn lực chuẩn bị, đối phương thế nhưng là hạ phẩm pháp tôn, cho dù là bọn họ liên thủ đều chưa hẳn là đối thủ. Trước đó Tiêu Phàm đại chiến hoàng tuyền thánh tử sự tình, bọn họ một mực ở đào mệnh, cũng không thấy rõ ràng, bằng không mà nói, liền sẽ không như thế lo lắng. Tiểu tử,
ngươi là ta đã thấy cuồng nhất người trẻ tuổi. Đế tử Vô Nhai ngửa đầu cười to, nói, nguyên bản không cần bản tôn xuất thủ, ngươi và ngươi vô tận thần phủ cũng mau nếu không có, bất quá hôm nay, bản tôn tâm tình tốt, trước tiễn ngươi một đoạn đường. Ngươi nói cái gì? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, thấu xương lãnh ý từ trên người hắn nở rộ mà ra, vô tận thần phủ chính là nghịch lân của hắn, ai cũng không thể đụng vào. Ai đụng, người đó chết. Ngươi yên tâm, bọn họ đều sẽ cho ngươi chôn theo. Đế tử Vô Nhai không có làm nhiều ý giải thích, đưa tay vung lên, một đạo to lớn trưởng cương từ trên trời giáng xuống. Hư không ầm ầm mà động, không chịu nổi cái kia trưởng cương lực lượng, bắt đầu bạo tán mà ra. Một chút cấp thấp tu sĩ không chịu nổi cỗ kia uy áp, thổ huyết không ngừng, Hoa Thiên Thụ tay mắt lanh lẹ, đem hoa ra những cái kia cấp thấp tu sĩ tất cả đều đưa vào thể nội thế giới. Đang lúc bọn họ chuẩn bị toàn lực chống đối đế tử Vô Nhai trưởng cương thời điểm, đột nhiên một đạo kiếm cương từ Tiêu Phàm vị trí nở rộ mà ra, tốc độ nhanh chóng, nhanh đến cơ hồ chỉ thấy một đạo chớp lóe. Sau một khắc, tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem đế tử Vô Nhai, trong miệng đủ để nhét xuống một cái trứng vịt. Chỉ thấy đế tử Vô Nhai ngực, bị một đạo kiếm khí xuyên qua, máu tươi cuồng phún, nửa ngày thân thể đều kém chút bị một kiếm chặt đứt. Không biết bọn họ chấn kinh, đế tử Vô Nhai cũng cực độ kinh hãi, bởi vì hắn hoàn toàn không phản ứng kịp, liền bị Tiêu Phàm một kiếm cho sâu đâm thủng thân thể. Một kiếm kia uy lực, hoàn toàn không kém gì pháp tôn cảnh. Đây thật là một cái hạ phẩm nguyên tôn cảnh thi triển ra. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đế tử Vô Nhai tuyệt đối không tin. Ngươi so Hoàng Tuyền Thánh Tử kém xa, Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc nói. Tu La kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện trong tay hắn, đi từng bước một hướng đế tử gia tộc đám người, sát khí cuồn cuộn. Ngươi so Hoàng Tuyền Thánh Tử kém xa. Tiêu Phàm lãnh đạm lời nói quanh quẩn ở đế tử Vô Nhai đám người trong tai, giống như kinh lôi. Chẳng lẽ, Tiêu Phàm còn cùng Hoàng Tuyền Thánh Tử động thủ một lần hay sao? Phải biết, đế tử gia tộc sở dĩ chờ dưỡng thi đại hội kết thúc về sau mới đến Hoàng Tuyền cổ thành, chính là nghĩ đến trai cỏ đánh nhau. Ngư ông đắc lợi. Vô luận là Hoàng Tuyền Thánh Tử, vẫn là U Minh Chi Chủ, bọn họ đều vô cùng kiêng kỵ. Tiêu Phàm một cái hạ phẩm nguyên tôn cảnh, dựa vào cái gì cùng pháp tôn cảnh cường giả động thủ. Vận khí, nhất định là vận khí. Đế tử Vô Nhai nội tâm khuyên bảo bản thân, vẻ mặt hung ác nhìn xem Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, người dám đánh lén lão hủ, đừng nghĩ sống mà đi ra đế trần cổ cương. Đánh lén, Tiêu Phàm cười thầm. Bản thân quang minh chính đại xuất thủ, chính hắn không kịp phản ứng lúc, bị một kiếm xuyên qua, rõ ràng là không có thực lực, vậy mà nói bản thân đánh lén. Huống chi, người đều phải ra tay giết chúng ta, chẳng lẽ chúng ta còn phải đứng ở cái kia chờ lấy bị ngươi giết sao? Ngươi nơi này có phải là có vấn đề? Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem đế tử Vô Nhai, chỉ đầu của mình nói. Hừ, tự tìm cái chết, đế tử Vô Nhai cũng nhìn không được nữa. Vô luận Tiêu Phàm vừa rồi một kiếm kia là thực lực, vẫn là vận khí, chỉ ít chứng minh, hắn thật sự có làm bị thương pháp tôn cảnh cường giả thực lực. Nếu như bây giờ không giết chết hắn, chờ hắn đột phá trung phẩm nguyên tôn, khi đó, đoán chừng hạ phẩm pháp tôn cảnh cũng không phải là đối thủ của hắn. Kẻ này, phải chết, tất cả mọi người nghe lệnh, đế tử gia tộc, một tên cũng không để lại. Tiêu Phàm sắc mặt hung ác. Từ khi dị ma xâm lấn đến nay, Tiêu Phàm vẫn cảm thấy, bản thân có thể không giết người, liền không giết người, bất kể là vì vô tận thần phủ cũng tốt, hay là vì thái cổ thần giới cũng được. Mỗi người, đều là thái cổ thần giới một phần lực lượng. Việc cấp bách, hẳn là đồng tâm hiệp lực ứng phó dị ma, không nên tự giết lẫn nhau. Cho tới bây giờ, Tiêu Phàm rốt cuộc minh bạch, bản thân sai. Ta không giết người, người muốn giết ta, vậy ta lại muốn như nào? Đương nhiên là giết trở về, đơn giản giáo huấn, bậc này đại giới, rất khó để người lưu lại ấn tượng khắc sâu, chỉ có tử vong giáo huấn, mới có thể để bọn hắn in vào sâu trong linh hồn. Là, Diệp Khuynh Thành đám người cảm nhận được Tiêu Phàm quyết tâm, không chút do dự. Ngươi dám, đế tử Vô Nhai gầm thét, những người này, cũng chỉ có hắn cái này hạ phẩm pháp tôn mà thôi. Những người khác, xem như hắn mang ra thấy chút việc đời. Mạnh nhất cũng chỉ có hạ phẩm nguyên tôn, như đế tử Yên bọn họ, cũng chỉ là thánh tôn cảnh mà thôi. Mà Tiêu Phàm một phương,
rõ ràng có tốt trên người mấy người tán phát khí tức, đều không kém gì hạ phẩm nguyên tôn cảnh. Nếu như hắn không thể giết chết Tiêu Phàm, những người khác coi như xui xẻo. Giết, Tiêu Phàm lạnh lùng đáp lại, sát lục bản nguyên chi lực mãnh liệt. Vừa rồi một kiếm, còn không có để đệ tử Vô Nhai tỉnh táo lại, Tiêu Phàm tất yếu để bọn hắn minh bạch, vô tận thần phủ không phải có thể lấn. Hắn dĩ nhiên chỉ là hạ phẩm nguyên tôn, nhưng hắn chân chính có thể phát huy thực lực, nhưng thật ra là không kém gì bình thường hạ phẩm pháp tôn, tăng thêm hắn vô thượng kim thân hai rèn nhục thân cường độ, đệ tử Vô Nhai thật đúng là không nhất định là Tiêu Phàm đối thủ. Nếu như phải tiêu hao bản nguyên chi lực mà nói, Tiêu Phàm tất thắng không thể nghi ngờ, ai bảo hắn trên người có vô số thần đan đây. Mấy chục chiêu xuống tới, đệ tử Vô Nhai sắc mặt càng ngày càng khó coi, Tiêu Phàm cường đại, vậy mà hoàn toàn vượt quá hắn nhận thức. Ngươi nha, đây thật là hạ phẩm nguyên tôn, nhà ngươi hạ phẩm nguyên tôn có mạnh như vậy, Tiêu Phàm, ngươi cố ý áp chế cảnh giới không đột phá. Đệ tử Vô Nhai một trận giật mình, tựa như minh bạch cái gì. Người thực lực, đã có thể so với hạ phẩm pháp tôn. Tiêu Phàm căn bản lười nhác nói nhảm, càng đánh càng mãnh liệt. Hắn đều còn chưa có đi tìm đệ tử gia tộc phiền phức, lại bị đệ tử gia tộc tìm tới, vừa vặn tỉnh hắn sự tình. Mặt khác, hắn vừa mới đột phá, cũng đúng lúc cần tôi luyện một phen, thích ứng bản thân bây giờ sức chiến đấu, đệ tử Vô Nhai dạng này tay chân, hoàn toàn tốt, có thể trợ giúp bản thân tôi luyện thực lực. Nhìn thấy Tiêu Phàm lạnh lùng thần sắc, đệ tử Vô Nhai càng ngày càng kinh hãi, hắn cực độ hoài nghi, mình là đang cùng một lão quái vật chiến đấu. Không có khả năng, hắn chỉ là hạ phẩm nguyên tôn mà thôi, nhất định là lần trước ta thương thế còn chưa phục hồi như cũ, đối tự thân ảnh hưởng khá lớn. Đệ tử Vô Nhai tự an ủi mình. Nhị tổ, cứu ta, ta nơi xa, đệ tử gia tộc một chút tu sĩ không ngừng kêu thảm thiết. Diệp Khuynh Thành cầm kiếm xông vào bên trong đệ tử gia tộc, giống như lang nhập bầy dê, một kiếm một cái, nhất định chính là đổ sát. Khương Ách cũng 10 điểm hung mãnh, phàm là người đến gần hắn, không phải gãy xương, chính là bị người ngộ thương, quá trình này nhất định chính là một loại tra tấn, cuối cùng chết cực kỳ thê thảm. Trúc Hồng Tuyết hai thanh quỷ đầu đao vũ động, căn bản chính là hình người cỗ máy giết chóc, những nơi đi qua, huyết vũ bay tán loạn. Qua những ngày tháng rèn luyện, nàng cũng sẽ không phản cảm đối thiên hoang cùng thái cổ thần giới người xuất thủ, có ít người bản thân liền là u ác tính, bất tử ngược lại là ở suy yếu bản thân lực lượng. Tiêu Phàm, người thực có can đảm giết ta đệ tử gia tộc người. Đệ tử Vô Nhai trợn to hai mắt, lên cơn giận dữ hướng về Tiêu Phàm. Người muốn giết ta, là đùa giỡn sao? Tiêu Phàm đạm mạc đáp lại. Người đều phải giết ta, ta còn có thể bồi tiếp ngươi chơi. Thực sự là buồn cười. Ngươi còn tưởng rằng ngươi đệ tử gia tộc lúc trước chân áp nhân tộc năm đại gia tộc một trong sao? Tiêu Phàm, để bọn hắn dừng tay, bằng không, các ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi đế trần cổ cương. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người bị giết, đệ tử Vô Nhai rốt cục có chút nóng nảy, bất quá vẫn là uy hiếp, mà không phải thỏa hiệp. Mà uy hiếp, là Tiêu Phàm không sợ nhất. Tuyên cổ thông thông, Tiêu Phàm thừa dịp đệ tử Vô Nhai gầm thét thời khắc. Trực tiếp một chiêu thời không bản nguyên tuyệt kỹ bước ra, tước mất hắn 5 vạn năm tu vi. Đệ tử Vô Nhai biểu tình kinh khủng, vội vàng lui lại vài dặm, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Từ khi Tiêu Phàm thời không bản nguyên chi lực đạt tới hạ phẩm nguyên tôn cảnh cấp độ về sau, tuyên cổ thông thông quyển này nguyên tuyệt kỹ, không chỉ có riêng chỉ là để thời gian rút lui, mà là trực tiếp suy yếu 5 vạn năm tu vi. Cũng chính là đệ tử Vô Nhai bậc này sống mấy chục vạn năm lão quái vật. Hóa thạch sống, nếu là những người khác, đoán chừng trực tiếp bị đánh rất phàm trần. Mà đệ tử Vô Nhai, như trước vẫn là hạ phẩm pháp tôn tu vi, cũng không có rơi xuống, chỉ là tước mất hắn một chút hạ phẩm pháp tôn cảnh thủ đoạn công kích mà thôi. Đương nhiên, nếu như lại chúng Tiêu Phàm một chiêu, vậy liền không nhất định. Tiêu Phàm, nhân tộc liên minh đại biểu, đã tiến về vô tận thần sơn, chế tài vô tận thần phủ, người nhảy nhót không được bao lâu. Đệ tử Vô Nhai nhe răng trợn mắt nói. Tiêu Phàm nghe vậy, con người đen nhánh bên trong sát quang lấp lóe. Nhân tộc liên minh chế tài, bọn họ có tư cách gì chế tài vô tận thần phủ? Mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn trong lòng càng nhiều vẫn là khinh thường. Nhìn thấy Tiêu Phàm tức giận, đệ tử Vô Nhai trên mặt đều là vẻ đắc ý, cao cao tại thượng nói, bất quá,
miễn là ngươi hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, bản tôn có lẽ có thể thay vô tận thần phủ cầu tình, để bọn hắn chết thống khoái một chút. Hắn thấy, hủy diệt vô tận thần phủ, tựa như đều là đối Tiêu Phàm một loại ban ân. Phủ chủ, Diệp Khuynh Thành đám người nghe vậy, tất cả đều ngừng thân hình, ngưng trọng nhìn xem Tiêu Phàm. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là cũng không quay đầu lại, lạnh như băng phun ra hai chữ, giết. Giết, Diệp Khuynh Thành đám người cảm nhận được Tiêu Phàm lạnh lẽo thấu xương, nơi nào còn dám chần chờ, tay nâng kiếm rơi, dưới chân mấy cái đế tử gia tộc tu sĩ, tất cả đều chết thảm. Tiêu Phàm, đế tử Vô Nhai đều tức bể phổi, tức giận gầm thét. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà mảy may không nhận hắn uy hiếp, hơn nữa hắn càng là uy hiếp, Tiêu Phàm lại càng hung ác. Tiếp tục như vậy, hắn mang tới tộc nhân, đoán chừng đều phải nằm tại chỗ này không thể. Sát lục, tu la chàng, Tiêu Phàm bấm ngón tay đánh ra một đạo thủ quyết, chỉ một thoáng, cuồn cuộn huyết sát chi kiếm từ trên người hắn quét sạch mà ra, sao? Phương viên hơn nghìn dặm phạm vi bên trong, tất cả đều bị máu của hắn sát chi kiếm bao phủ, phàm là ở vào cái này trong vòng phạm vi đệ tử gia tộc, tất cả đều một mệnh ô hô, bị kiếm khí quấy thành huyết vụ. Xuất thủ quyết đoán, lại vô tình, Tiêu Phàm đã rất ít như thế sát lục, giờ này ngày này, hắn thật tức giận rồi. Cùng là nhân tộc, đệ tử gia tộc cùng những người khác tộc lại thời khắc nghĩ đến đẩy hắn vào chỗ chết, hắn Tiêu Phàm đã một nhẫn lại nhẫn. Năm đó ân oán cũng xóa bỏ. Nhưng ai ngờ đến, bọn họ vậy mà lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn biết rõ lùi một bước trời cao biển rộng đạo lý này, nhưng bây giờ, nếu như hắn một vị nhường nhịn, nhượng bộ, đến lúc đó đoán chừng sẽ bị bọn họ gặm ra bọc xương. Người điên, đệ tử Vô Nhai cũng bị Tiêu Phàm sát ý cho khiếp sợ đến, hét lớn, chúng ta đều là nhân tộc A, ngươi vì sao tàn nhẫn như vậy? Nói nhảm nhiều quá. Đáp lại đế tử Vô Nhai, chỉ là Tiêu Phàm một kiếm, lão già này, để Tiêu Phàm cảm thấy buồn nôn. Người muốn giết ta thời điểm, có từng nghĩ tới chúng ta đều là nhân tộc, có từng nghĩ tới các ngươi tàn nhẫn. Người nha, vừa rồi đều không phải là nói, nhân tộc liên minh muốn xử phạt vô tận thần phủ sao, hiện tại dùng cùng là nhân tộc tới dọa ta, quả thực buồn cười. Đế tử Vô Nhai tránh thoát Tiêu Phàm một kiếm, có thể chẳng biết tại sao. Đối mặt rõ ràng chỉ là hạ phẩm nguyên tôn cảnh Tiêu Phàm, hắn vậy mà không có liều chết một trận chiến dũng khí. Tiêu Phàm, ta một người không cách nào giết ngươi, nhưng nhân tộc liên minh có thể. Đế tử Vô Nhai đột nhiên biểu tình vẻ hung ác, hắn trong nháy mắt một điểm, một đạo tử sắc quang hoa bỗng nghịch thiên mà lên, bay thẳng cửu tiêu. Oanh, một tiếng nổ vang, tử sắc quang hoa nổ tung, hóa thành to lớn mưa khói hoa nở rộ, dù cho cách xa nhau mấy chục vạn dặm. Đoán chừng cũng có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Không tốt, hắn đang thông chi đế tử gia tộc những người khác. Hoa Thiên Thụ kinh hô không thôi, một trường đẩy ra trước mặt một cái bị hắn một kiếm xuyên qua trái tim đế tử gia tộc người, run lên thân kiếm máu tươi. Tốc chiến tốc thắng, không còn một mống. Tiêu Phàm mặt không biểu tình, lại thừa dịp đế tử Vô Nhai không cẩn thận, một kiếm xuyên qua đầu vai của hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Đế tử Vô Nhai khí tức bất ổn, nếu như lại chúng tuyên cổ thông thông bản nguyên tuyệt kỹ, tu vi tất nhiên sẽ rơi xuống. Chỉ là, để Tiêu Phàm thất vọng là, đế tử Vô Nhai dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy. Một bên lui lại, còn một bên uy hiếp nói, Tiêu Phàm, ta sẽ hướng về các ngươi một cái đều đừng nghĩ chạy ra đế trần cổ cương. Tiêu Phàm không có đuổi theo, đế tử Vô Nhai sức chiến đấu không mạnh. Nhưng không thể gạt bỏ hắn là hạ phẩm pháp tôn cảnh sự thật, tốc độ so với hắn vẫn là muốn nhanh hơn một chút điểm. Nếu có tâm chạy chối chết mà nói, hắn Tiêu Phàm là không đuổi kịp, lại càng không cần phải nói giết hắn. Nhị tổ, đệ tử gia tộc người nhìn thấy đệ tử Vô Nhai đào tẩu, tất cả đều lộ ra tuyệt vọng, thê lương tiếng bên tai không dứt. Tiêu Phàm, ta là đệ tử trùng, ta với ngươi không oán không cừu, ngươi không thể giết ta. Trong đó một cái lão giả bị Diệp Khuynh Thành một kiếm xuyên qua trái tim, hắn vội vàng hướng xa xa Tiêu Phàm cầu xin tha thứ. Diệp Khuynh Thành kiếm trong tay có trong nháy mắt chần chờ, thẳng đến nghe được Tiêu Phàm lời nói, ta với các ngươi cũng không oán không cừu, các ngươi vì sao muốn đến giết ta? Phốc phốc, Diệp Khuynh Thành trường kiếm vẩy một cái, đệ tử trùng thân thể hướng phía sau ngã xuống, hắn trợn to hai mắt, tràn ngập không cam lòng,
nằm mơ đều không ngờ tới bản thân sẽ chết ở chỗ này. Đối với đế tử gia tộc người, Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì lưu tình. Hắn đã từng nói qua, người đế tử gia tộc người đúng không rất nhiều sao, về sau ta thấy một cái, giết một cái. Hiện tại, chính là hắn thực hiện mình nói ngữ thời điểm. Dòng dã nửa nén hương thời gian, Tiêu Phàm nhất phương người, đem đế tử gia tộc trừ bỏ đế tử Vô Nhai bên ngoài tất cả mọi người chém tận giết tuyệt. Loại này thủ đoạn, để Hoa gia tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Vô Tận Thần Phủ thực sự là một cái mấy thập niên gần đây mới quật khởi thế lực mới sao, sao lại mạnh mẽ như thế đây? Tiêu Phàm lạnh lùng hướng về trời cao đế tử Vô Nhai, hắn quét khắp nơi thi thể một cái, lại là phát hiện, trước đó bị hắn trọng thương đế tử Yên không ở tại bên trong. Hắn cũng không có nhiều quan tâm, biết được nhân tộc liên minh trước người hướng Vô Tận Thần Phủ, Tiêu Phàm cũng có chút không kịp chờ đợi muốn chạy về Vô Tận Thần Sơn. Về phần đế tử Yên, về sau có rất nhiều cơ hội giết. Còn chưa cút, nhìn thấy đế tử Vô Nhai lăng không dám thị lấy bọn họ, Tiêu Phàm lần thứ hai cầm kiếm xông tới. Đế tử Vô Nhai nơi nào còn dám dừng lại, vội vàng chạy xa một điểm, Tiêu Phàm ngược lại là không có tiếp tục đuổi, mà là cầm kiếm lạnh lùng hướng về đế tử Vô Nhai, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mà lúc này, Hoàng Tuyền cổ thành phế tích, lại một cái Tiêu Phàm trống rỗng xuất hiện. Hoa gia người thấy thế, ánh mắt một mực ở nơi xa cùng phụ cận bồi hồi. Hoa Thiên Thụ, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, hiện tại tiến về Vô Tận Thần Sơn. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Đế tử Vô Nhai đã truyền tin những người khác, đoán chừng không bao lâu, đế tử gia tộc cao thủ chân chính liền sẽ tới trước, hiện tại không đi, chờ chút liền không đi được. Là, phủ chủ, Hoa Thiên Thụ cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngay sau đó một đạo mệnh lệnh xuống dưới, tất cả mọi người chỉnh tề tinh tế tụ tập ở một tòa bỏ hoang cung điện bên trong. Tiêu Phàm lấy ra một cái một trượng 3,3 mét phương viên truyền tống ngọc đài, đây là hắn cố ý khắc chế siêu cấp truyền tống ngọc bàn, có thể xa khoảng cách truyền tống, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiêu Phàm lại tại chung quanh bố trí một đạo kết giới, phòng ngừa không gian bất động bị ngoại nhân phát hiện, lúc này mới mở ra truyền tống ngọc bàn. Một màn ánh sáng hiện lên ở đám người trước người. Khương Ách, Trúc Hồng Tuyết, Hiên Viên Trảm Tiên, Tử Thiên Y, Cơ Vô Nhạn, các ngươi đi đầu đi vào. Tiêu Phàm trầm giọng nói, lần này đi ra, ngược lại là thu hoạch không nhỏ, liền Cơ Vô Nhạn dạng này cửu nhân, cũng tạm thời lựa chọn gia nhập Vô Tận Thần Phủ. Mấy người gật gật đầu, một lần tiến nhập truyền tống quang môn. Ta để Khương Ách tiến về Vô Tận Thần Phủ an bài tốt Hoa gia sự tình. Các ngươi đều đi vào a. Tiêu Phàm vừa nhìn về phía Hoa Thiên Thụ nói. Hoa Thiên Thụ ra lệnh một tiếng, Hoa gia người ngay ngắn trật tự bước vào truyền tống quang môn, chỉ một lát sau, tất cả mọi người truyền tống hoàn tất, chỉ còn lại có Hoa Thiên Thụ cùng Diệp Khuynh Thành. Ngoại giới, đệ tử Vô Nhai lại là một chút cũng không biết rõ, Tiêu Phàm người và Hoa gia tu sĩ, đã lặng yên rời đi, mà hắn, lại bị Tiêu Phàm một người gây kinh hãi. Phủ chủ. Không đi, Hoa Thiên Thụ không có bước vào truyền tống quang môn, mà là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lại là lắc đầu, híp hai mắt nói, có người đều muốn làm cho ta vào chỗ chết, người cảm thấy ta hẳn là yên lặng tiếp nhận sao? Hoa Thiên Thụ biết rõ Tiêu Phàm không phải im hơi lặng tiếng người, hắn ẩn ẩn nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói, người không phải là muốn, đi đối phó đế tử gia tộc A. Có gì không thể, Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng. Nhân tộc đều muốn đưa hắn cùng Vô Tận Thần Phủ vào chỗ chết, Tiêu Phàm lại làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu quả thật muốn chết một số người đến để người đời bừng tỉnh, Tiêu Phàm vì sao muốn lựa chọn Vô Tận Thần Phủ, mà không phải cùng hắn có thù đế tử gia tộc đây? Hoa Thiên Thụ con ngươi co rụt lại, hắn trầm mặc mấy tức, lúc này mới lên tiếng nói, phủ chủ, ta ở lại đây đi, ta đối đế trần cổ cương tương đối quen thuộc, có lẽ có thể đến giúp ngươi. Tiêu Phàm hướng về Hoa Thiên Thụ nhìn mấy lần, cuối cùng rút về truyền tống ngọc đài, trầm giọng nói, cái kia chúng ta ba người, liên thủ đem đế tử gia tộc tiêu diệt, chúng ta ba người, diệt đế tử gia tộc. Hoa Thiên Thụ không thể tin vào tai của mình, còn tưởng rằng nghe lầm. Đồng dạng, Diệp Khuynh Thành cũng 10 điểm không bình tĩnh, hắn chỉ biết là Tiêu Phàm nhường hắn lưu lại, thật không nghĩ đến, Tiêu Phàm bản ý là muốn mang theo một mình hắn, đi diệt đế tử gia tộc. Đế tử gia tộc sớm đã không phải đã từng đế tử gia tộc,
bọn họ thế nhưng là có không ít pháp tôn cảnh cường giả tọa trấn a, chúng ta ba người này, làm sao diệt? Ba người, vậy là đủ rồi, Tiêu Phàm hết sức chắc chắn nói. Hắn nhìn không chung một cái, ngay sau đó đánh ra một đạo thủ quyết, một cái tiểu hình truyền tống ngọc bàn hiện lên, mở ra một đạo thật nhỏ truyền tống quang môn. Hô, gần như đồng thời, trời cao Tiêu Phàm bỗng xuất hiện, cùng hắn linh hồn phân thân hòa làm một thể. Đệ tử gia tộc người đến, chúng ta đi, Tiêu Phàm trầm giọng nói, lôi kéo Hoa Thiên Thụ cùng Diệp Khuynh Thành liền xông vào truyền tống quang môn. Tiêu Phàm, chạy đi đâu? Đệ tử Vô Nhai lần thứ hai đuổi theo, đánh xuống một đòn, đổ nát cung điện vỡ nát, bụi bặm đầy trời. Đệ tử Vô Nhai cười lạnh hướng về phía dưới, lạnh giọng nói, Tiêu Phàm, có lão hủ ở, các ngươi cũng đừng nghĩ sống lấy rời đi. Chỉ chốc lát sau, bụi bặm tán đi, đệ tử Vô Nhai nụ cười trên mặt đột nhiên ngừng lại. Người đâu? Đệ tử Vô Nhai một bước tiến lên, lại là phát hiện phía dưới sớm đã rỗng tuếch. Chẳng lẽ, tất cả mọi người bị bản thân một đòn giết chết? Không có khả năng, nếu như Tiêu Phàm yếu như vậy, lại làm sao có thể ở ngay trước mặt hắn giết chết hắn mang tới tất cả mọi người? Chạy, đệ tử Vô Nhai lấy lại tinh thần, một quyền nổ tung mà ra, Hoàng Thuyền Cổ Thành bỗng nhiên rung động, tứ phương đại địa bắt đầu không ngừng sụp đổ. Cũng khó trách hắn như thế khó chịu, hắn cố ý nâng Tiêu Phàm, không phải liền là muốn đợi đệ tử gia tộc người đến sao? Hiện tại ngược lại tốt, tín hiệu đã phát ra ngoài, Tiêu Phàm bọn họ đi chạy trốn. Hô, cũng đúng lúc này, nơi xa một chiếc thần chu cực tốc bay vụt mà tới, ở Hoàng Tuyền Cổ Thành không trung ngừng lại. Ngay sau đó, tốt mấy bóng người từ thần chu phía trên đi ra, cầm đầu chính là một cái đầu mang tử kim quan, người mặc nhật nguyệt kim ti bảo trung niên nam tử. Đệ tử Vô Nhai, người đâu? Trung niên nam tử vẫn nhìn tứ phương. Lại là không có gặp bất luận bóng người nào, trên mặt có chút khó coi. Đại tổ, bọn họ chạy. Đệ tử Vô Nhai yếu ớt nói, cúi đầu, không dám nhìn thẳng trung niên nam tử. Nếu như Hoa Thiên Thụ bọn họ ở chỗ này, nghe được đệ tử Vô Trần cái tên này, nhất định sẽ kinh ngạc hết sức, đây chính là đệ tử gia tộc mấy chục vạn năm trước siêu cấp thiên tài. Một thân tu vi công tham tạo hóa, hơn nữa sớm đã tiến nhập thiên hoang, rốt cuộc lại xuất hiện ở đây. Chạy, đệ tử Vô Trần rõ ràng có chút không tin, theo ta được biết, Tiêu Phàm chẳng qua là thượng phẩm thánh tôn a. Dạng này rác dưới thực lực, đều có thể từ trong tay ngươi đào tẩu. Đệ tử Vô Nhai không biết nói gì, bất quá hắn vẫn nói ra, đại tổ, Tiêu Phàm hắn không phải thượng phẩm thánh tôn, mà là hạ phẩm nguyên tôn. Hạ phẩm nguyên tôn cùng thượng phẩm thánh tôn, trong mắt ngươi chẳng lẽ khác biệt sao? Không đợi đệ tử Vô Nhai nói xong, đệ tử Vô Trần lạnh rên một tiếng. Đúng vậy a, hạ phẩm nguyên tôn cùng thượng phẩm thánh tôn, đối với hạ phẩm pháp tôn cường giả mà nói, đều là run rế. Hai người đồng dạng có thể dễ dàng dùng ngón tay bóp chết, lại có cái gì khác biệt đây? Đệ tử Vô Nhai càng là kiên trì, đệ tử Vô Trần lại càng thấy cho hắn không dùng. Bọn họ khẳng định chạy không được bao xa. Người tới, phong tỏa Hoàng Tuyền Cổ Vực cùng đế Trần Cổ Cương. Đệ tử Vô Trần ra lệnh một tiếng, lạnh giọng nói, vừa vặn Tiêu Phàm ở đây, chế tài vô tận thần phủ cũng nhẹ nhõm rất nhiều, về phần ngươi. Đệ tử Vô Nhai cúi đầu, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Đệ tử Vô Trần giống như hắn, mặc dù cũng là hạ phẩm pháp tôn cảnh tu vi, nhưng hắn ở trước mặt đối phương, lại là liền dũng khí xuất thủ đều không có, hoàn toàn nhất thiên nhất địa. Cho dù là hắn nhị tổ. Nhưng tại đệ tử Vô Trần cái này đệ tử gia tộc đại tổ trước mặt, cũng không dám có bất kỳ cản rỡ nào. Lập công chuộc tội, đệ tử Vô Trần lạnh như băng phun ra mấy chữ. Đúng, đệ tử Vô Nhai gật đầu một cái, bất quá hắn vẫn nhịn không được nói, đại tổ, cái kia Tiêu Phàm thực lực rất quỷ dị, có thể so với hạ phẩm pháp tôn. Ta xem ngươi là bị sợ hồ đồ rồi a. Đệ tử Vô Trần 10 điểm khinh thường, thượng phẩm thánh tôn. Có thể phát huy ra hạ phẩm pháp tôn thực lực, người nói, thiên hoang có người có thể làm được không? Đệ tử Vô Nhai bản năng lắc đầu, tự nhiên là không người có thể làm đến. Nếu như không phải hắn tự mình kinh lịch, chính hắn cũng không tin. Đó không phải là sao? Đệ tử Vô Trần khoát khoát tay chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là, đệ tử Vô Nhai vẫn là muốn nói cái gì, cũng là bị đệ tử Vô Trần trực tiếp cắt ngang, tốt rồi. Có chuyện gì, tìm tới Tiêu Phàm lại nói. Đệ tử Vô Nhai rất muốn nói,
nếu như ta có thể giết Tiêu Phàm, cần gì phải cố ý thông chi các ngươi tới đây đây? Chỉ là, đệ tử Vô Trần căn bản không nói cho hắn cơ hội, đệ tử Vô Nhai đành phải đem lời chôn ở đáy lòng. Mấy ngày sau, Tiêu Phàm, Diệp Khuynh Thành cùng Hoa Thiên Thụ ba người trốn qua đệ tử gia tộc tầng tầng phong tỏa, rốt cục rời đi Hoàng Tuyền cổ vực. Rốt cục an toàn, hiện tại đệ tử gia tộc muốn tìm chúng ta, không hề nghi ngờ là mò kim đáy biển. Hoa Thiên Thụ trong lòng thạch đầu rơi xuống. Ở Hoàng Tuyền cổ vực, lấy đệ tử gia tộc thực lực phong tỏa một vực, vẫn là rất dễ dàng tìm tới bọn họ. Nhưng hiện tại, bọn họ tiến nhập đệ tử gia tộc phạm vi, hơn nữa khắp nơi đều là dị ma, đệ tử Vô Nhai muốn tìm bọn họ, chỉ có thể nằm mơ. Phủ chủ, chúng ta làm sao ứng phó đệ tử gia tộc? Diệp Khuynh Thành căn bản không quan tâm qua làm sao chạy trốn, mà là tại nghĩ đến làm sao diệt sát đệ tử gia tộc. Hoa Thiên Thụ lấy lại tinh thần, nín thở ngưng thần nghe, hắn cũng rất muốn biết, Tiêu Phàm đến cùng muốn như thế nào ứng phó đệ tử gia tộc. Làm sao ứng phó rất đơn giản, trực tiếp đem đệ tử gia tộc tiêu diệt là được rồi. Tiêu Phàm phong khinh vân đạm nói. Đem đệ tử gia tộc tiêu diệt, ba người chúng ta cánh tay nhỏ bắp chân, làm sao đi diệt đệ tử gia tộc a? Nếu như là một người khác nói ra, đoán chừng hai người sớm đã xem như chê cười đến ngừng. Có thể Tiêu Phàm, bọn họ biết rõ, nhất định là sẽ không nói dối. Hoa Thiên Thụ, ngươi không phải đối đế Trần Cổ Cương tương đối quen sao? Tiếp xuống liền từ ngươi dẫn đường, ngươi chỉ cần phụ trách mang ta tìm tới đế tử gia tộc là được rồi. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Ta chỉ phụ trách dẫn đường. Hoa Thiên Thụ càng thêm kinh hãi, nhìn về phía Tiêu Phàm cùng Diệp Khuynh Thành hai người nói, hai người các ngươi đi diệt đế tử gia tộc. Ta một người là đủ. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là híp híp hai mắt, vô cùng kiên định nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 204.